phải của me chứ không phải chứ. Phụng đặng hai màu cam hồng nha cha. Chân váy cho Hằng Nguyễn hồi trưa nay đúng không? Còn ngón tay dài không em? Còn chị ngón tay dài như còn được hai bộ trắng đen hay gì, còn hai bộ trắng đen gì á. Đảm xíu lên xếp sơ mi chân váy đi chị đẹp chưa về em. Áo đã mặc 59.000 tình yêu. Có ngón tay dài không em? Dạ có chị, đợi em tí nha. Không bao giờ có thông báo nha, và bà nhớ bấm vô cái nút mà nhận thông báo trước nha nha. Dạ rồi em chốt chị Phụng Đặng có rồi chị, em thấy rồi chị, em chốt chị yêu rồi. Rồi mới chế áo giùm em luôn mọi người. Rồi áo nhăn xanh bơ mấy bà ơi, áo nhăn xanh bơ 69.000 nè. Cho chị Chánh Huy luôn. Nhăn xanh bơ chị Chánh Huy luôn. Trời ơi mấy thiệt luôn mấy bà ơi, đầu live sale rẻ cho mấy chị quá trời luôn, đang sale mấy bà. Rồi ok, có mấy màu vậy chị? Áo đã mặc đợi xíu chị lên màu cho. Phải chị mặc 67.000, có chị mặc 67.000 hàng Burip nha. Rồi maxi mấy chị nè, maxi thần thánh luôn, 45.000 sale chị em mình luôn. Áo chị mặc ngắn hay dài? Dài em ơi. Dạ giùm chị nha, 59.000 hả? 59.000 một áo. Bao đẹp luôn. Tôi thề với bà luôn, bà nhận cái áo đi về bà không mê nữa thôi, không lấy tiền. Không mê không lấy tiền với bà nha. Vô giùm em nha, hello mấy chị, hello mọi người. Rồi, bộ đùi mấy chị, bộ đùi Fanny mấy chị ơi. Bộ đùi Fanny xe cho bà luôn 49.000. Maxi chốt chị Nhung Đặng luôn. Maxi chốt Nhung Đặng giùm em nè. Quá đẹp mấy chị, thiệt sự luôn, không mua muộn lắm. Chết mẹ nó giờ quên con Phật rồi đó. Rồi ok luôn, maxi chúc chị Nhung Đặng nè. Nhớ chấm hòa và chia sẻ cho em nha. Nhớ chấm hòa và chia sẻ giùm em luôn. Ok, chị Phụng Đặng này là chia sẻ em nè ha. Áo này là phơm vừa mấy chị ơi, không phải là dài miên ngoan, không phải là ngắn ngủn nha mọi người. Nhớ là phơm vừa cho em thôi mọi người. Phơm vừa nha. Áo đang mặc đợi em xíu nha mọi người, em lên màu cho mọi người coi ha. Đợi em xíu, em đang cho em xem mấy cục hàng này xong đạp rồi em lên màu áo cho nha mấy chế nha. Rồi áo trắng mấy chị nè, siêu dễ thương luôn. Áo trắng đơn giản nha mọi người nha. Rồi 35.000 áo trắng. Đùi em hết nha. Mấy bữa có thông báo, mấy bữa không tỏ hả? Kỳ vậy ta, kỳ vậy ta. Áo trắng thì em luôn 35.000 áo trắng. Rồi đây 35.000 áo đen, 35.000 áo đen, 35.000 áo trắng luôn. Rồi bộ USA mấy chị, bộ USA 59. USA xe cho mấy chị luôn 59.000. USA 59.000. Nhanh tới đây lẹ cái chân hốt liền bộ này giùm em luôn. Quần đùi tay dài chưa về bé Thọ, đợi chút xíu nha em, hàng đang về em ơi. Áo trắng cho chị Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Cẩm Thi. Áo trắng cho Huỳnh Thị Cẩm Thi, quốc dân cho lên cho bé Hạ, quốc dân cho bé Hạ. Huỳnh Thị Cẩm Tiên nãy giờ qua live thứ hai mà chưa lên thông tin cho em rồi chị, qua live thứ hai mà chưa lên thông tin luôn là tình yêu ơi. Rồi áo kiểu tay dài 49.000 giùm em luôn, nhớ cho em xin nút chia sẻ nha, chia sẻ mấy chút đơn được nha chị em ơi, chia sẻ mấy chút đơn được nha mấy chế nha, chia sẻ em hả? Ai biết thì ra phiếu làm sao rồi, dán nhảy chứ sao. Rồi à, áo kiểu tay dài thả tiết mấy chị ơi, 49 luôn. Tay dài thả tiết 49, kiểu cho Hồng Chi Phu. Rồi ok, chân váy đang mặc đúng không chị Nguyễn Khỏe? Chân váy 67.000 chị Nguyễn Khỏe luôn. Chân váy 67.000 cho Nguyễn Khỏe có luôn. Rồi áo khoác trơn mấy chị, đây áo khoác trơn giùm em luôn 59.000. À lấy mãi trơn chút, mãi trơn giùm em luôn, trơn 59. Trơn 59.000 giùm em luôn, đợi xíu lên áo năng mang cho mấy bà nha. Áo họa tiết cho Hồng Chi Phu 49 luôn nè. Họa tiết cho Hồng Chi Phu 49 luôn. Rồi áo họa gì ta? Áo xám trơn, xám trơn 59 giùm em. Xám trơn 59 nha, bộ 59 em hết. Xám trơn 59 luôn, trời ơi cái loan
ngàn luôn. Trời ơi quá khó. Loan 59 ngàn giùm em mấy chị ơi. Chẳng 59 Loan 59 cho em luôn nha. Áo kiểu họa tiết em hết cả nhà. Áo khoác đẹp lắm mấy chị. Tám chân cho Giang Ngân. Áo đen mà nó còn áo đen gì vậy ta? Còn mà nó còn cái đen nào không vậy? Rồi bộ kiểu mấy chị ơi đây nè. Rồi Loan luôn, Loan chị Tam Phong. Loan chị Tam Phong nha. Rồi mấy chị ơi, bộ gì ta? Bộ thiêu mấy chị ơi. Bộ thiêu giùm em luôn nha mọi người nha. Xe cho mấy chị luôn nè. 69 theo 69 giùm em. Theo 69. Vậy 69 là gì vậy ta? Loan em hết nha. Chân bán đang mặt là 67 ngàn. Chân bán đang mặt là 67 ngàn. Linh Anh chị thấy em. Linh Anh ơi thấy em nha. Loan em hết mọi người. Chân vải ngọc giàu đấy. Chân vải nào vậy ta? Chân bán đang mang đúng không? Chốt em chân váy rút mấy chị ơi. 67 ngàn mấy chị. 67 ngàn chân váy rút giúp em luôn. Trời ơi, nguyên bộ rút này bao hot luôn mấy chị. Nguyên bộ rút này 100 mấy mấy chị ơi. 119 ngàn sale luôn với bà luôn nha. 99 ngàn thôi. Rút 99 giùm em. Rút 99. Bé chị mặc á chị cho bé Thi có luôn. Thiêu chị Nhung Đặng 69 ngàn có luôn. Ok luôn. Mờ quá hả? Mờ quá chắc do mạng yếu à. Trời ơi con áo khoác này bao đẹp với bà luôn. Bà ơi 55 ngàn giùm em luôn. Đây áo giả khoác màu đen 55 ngàn. Áo giả khoác màu đen 55 ngàn giùm em luôn. Sám chân em hết với trời. Sám chân em hết nha. Họa tiết có người lấy luôn. Hồng Chi Phu luôn mà xong để đó. Họa tiết trước mặt anh đó. Sám chân em hết với trời. Sám chân em hết nha mọi người nha. Rồi đầm cặp 59 ngàn giùm em luôn. Bộ theo 69 còn bộ cho bị ru bi điến luôn nè. Hai cả luôn. Anh vô hai cả luôn đúng rồi. Phát đen luôn 55 ngàn cho Linh Chi Nguyễn Thị. Linh Chi Nguyễn Thị có đơn chưa? Chia sẻ. Linh Chi Nguyễn Thị chia sẻ chưa? Rồi ok. Đầm cặp giùm em mấy chị ơi. Đầm cặp 55 ngàn. Đầm cặp 55 ngàn em mấy chị. Chốt em mã cặp 55 liền. Cặp 55 nha. Kiều Ngân nè. Kiều Ngân 59 cái gì? Đó còn lại một xíu em lấy cho bỏ qua một bên đi. Rồi quần tây mấy chị. Quần tây giùm em luôn 69 ngàn. Ai lấy quần tây chút quần tây kèm số điện thoại giùm em luôn. Được chưa? Đúng rồi. Lên màu mấy chị ơi. Áo em đang mang mấy bà 40-58 cái giờ lại mang vừa giùm em mọi người. Rất là đẹp em thiệt sự luôn. Cái này là em cổ bẻ nha mọi người nha. Mà nó phối hình chiếu lần trước của nó là cái form mà form của U. Mọi người thấy không? Nó rất là sang luôn nha mấy chị. Cực kỳ sang luôn. Mấy chị có thể mặc chân váy, mặc quần jean, mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Mà cái này đó là form bu zip nữa mấy chị ơi. Nên là cái form rất là dễ mang nha. Có 59 ngàn một áo giùm em thôi mấy chị. Thiệt sự luôn. Áo này mấy chị ra ngoài mấy chị mua là 80-90 ngàn một cái giùm em. Chứ không bao giờ mà có cái hàng em bán, có cái giá bán với bà đâu. Nên bà gái cứ yên tâm nha. Em có màu rồi mấy chị nè. Màu trắng nè. Màu nu nè. Màu hồng nè. Màu xanh cho em nè. Hồng nu xanh đen. Hồng nu xanh đen giùm em. Cam em đang mang mấy chị nha. 59 ngàn một áo giùm em thôi nha mấy chị. 59 ngàn đây. Áo này mà bà nào không lấy là uổng vậy lắm. Uổng luôn mấy thiệt sự luôn. Ai không lấy là uổng vậy lắm. Uổng luôn nha mấy chị nha. Form áo của nó đây. Trời ơi đẹp chưa. Chân váy em đang mang là giá chỉ có 67 ngàn cái chân váy thôi nha mấy chị nha. Hàng lót quần bên trong. Chất này là hàng thun bua zip giùm em mấy chị. Lâm thun nè. Thấy không. Trời ơi mới thiệt luôn á. Chạy vô đây mấy bà ơi nè. Chơi trốn tìm là khỏi ra luôn. Được chưa? Chốt giùm em liền. Áo giùm em 59 ngàn và chân váy 69 ngàn. Trời ơi 67 ngàn mấy chị. Nguyên một set em ở thật sự với bà luôn. Bao đẹp bao sang. Nhìn nè mấy chị. Chân váy nó cực kỳ tôn dáng chị em mình luôn. Chị em mình khỏi lo. Cho dù là cái áo này có ngắn đi mấy chị nha. Em nói thiệt xui đi. Xui đi cái lưng mình nó dài quá. Mặc cái áo ngắn đi mấy chị. Mấy chị phối với em cái chân váy vô. Em bao cho mấy chị luôn. Em bao với chị luôn ha. Không bao giờ mình sợ bị lộ cái gì hết trơn á trời mấy chị. Mà cái chân váy này nó ngộ mấy chị ơi. Kéo tới đâu nó đẹp tới đó mấy chị. Kéo tới đâu nó đẹp tới đó. Không thích mặc dài mặc ngắn vậy đúng không? Dạ kéo dài xuống được không? Dạ được luôn mấy chị. Thần thánh cho. Rất là thần thánh cho em luôn. Nên là chị nào lấy chân váy là chốt cho em liền. Chân váy nha. 67 ngàn hôm nay mới có hàng lại cho mấy chị luôn. Chứ bữa giờ không có hàng mấy chị. Thiệt sự luôn là không có hàng chân váy này đâu. Nên là chị nào lấy thì tranh thủ hốt nha. Nè. Đẹp dễ sợ cho. Lân chun nè mấy chị. Đã không? Trời ơi mấy cái này là thiệt. Em nói mặc là quanh năm suốt tháng mấy chị ơi. Không có kém mùi hết trơn mấy chị. Mấy cái này mấy chị có về mấy chị phối áo len đồ này kia cho em vẫn vô tư luôn. 67 ngàn cái chân váy à. Rất là đẹp luôn. Ok ha. Thấy em Nhi nè em Nhi ơi. Khoác 55 cho em chị. Khoác 55 là khoác gì ạ? Hết rồi bé ơi. Áo mặc cho chị Ken một chữ nè. Áo đủ màu cho mấy chị luôn. Đây 5 màu 6 màu của nó nè mấy chị. Màu đẹp lắm mọi người. Nhìn nè ha.
rồi thêm 2 chân 7 là cho gia ngân nè. Mấy bà cứ về mấy bà tự tin, mấy bà bán cho tôi đi, không bao giờ không sợ gì hết trơn trời á, thiệt sự luôn. Áo giùm em cho mấy bà ơi, 59 ngàn. Rồi để em đổi màu khác cho mấy chị con cái form của nó nha, đẹp lắm mấy chị nha. Ba áo thun luôn cho Nguyên Nguyên cỏ luôn. Nguyên Nguyên nè, cho Nguyên Nguyên cái hồng nữa đây nè. Ba áo thun luôn, ok luôn nè. Tường quân áo cam nè, tường quân áo cam, cỏ áo cam luôn. Áo kèm màu giùm em luôn, có 59 ngàn một cái áo mấy chị. Mà quan trọng này là hàng Buzip, nó thấm hút mồ hôi, nó không có bị nhăn, nó không có gọi là bị xù lông nha mọi người nha. Nó là hàng Buzip xịn lắm luôn, nên mọi người cứ yên tâm giùm em nha. Áo lên thon cái gì luôn là chất chơi, người dơ luôn, khỏi nói nhiều. Vani đâm vô đây em ơi, cứ lựa đi con, lựa đây rồi chị lấy cho. Ủa chị chừa cho em chân 7 rồi mà, chậm thôn lấy chân 7 nè, chậm thôn chân 7 cỏ luôn. Hai bà cầm thu chân vẫy nè, Nguyễn Kim áo cam có luôn. Trời ơi, em nói thiệt luôn mấy bà ơi, phải mua mấy chị. Áo quá đẹp mọi người ơi, quá trời dễ thương luôn mấy chị. Em thề với bà luôn nè, lên cái form mới má ơi, sang xỉu cho, sang xỉu cho mấy chị. Một chi mà cầu kỳ, mà quan trọng là lót quần bên trong luôn, lót quần bên trong. Áo 59 ngàn em, Nguyên Nguyên áo 59 ngàn nha. Quần tay loe em đây về rồi, đợi em tím lên cho mọi người. Chân vẫy cho chị Loan xôi luôn. Chị Nguyễn Kim có áo cam rồi phải không? Đây, Loan xôi chân vẫy nè. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bà cả một cái màu áo khác nha. Em nói con áo này mà bà nào mà không mua rất là tiếc. Em thề với bà luôn á, vải đẹp cực kỳ luôn. Mà cái form nó xinh mấy chị ơi, form dễ thương lắm, đơn giản nhưng mà mấy chị không, mình mang cái gì cũng đẹp hết trơn mấy chị. Càng đơn giản thì mấy chị mặc càng bền, nó càng lâu, đúng không? Thùy Linh nè, chị chốt ba đi chân vẫy rồi. Chị chốt ba đi chân vẫy rồi, chân váy chị thương đề luôn. Chân váy nhà em không được cái gì mấy chị, được cái này mới thiệt luôn, em bao cân nặng. Bà nào biết size biết sò đó giờ không có tìm được cái chân váy rút quẹo vô shop em liền nha, vừa rẻ vừa đẹp. Tại vì một cái chân váy này trên mạng mấy chị đi mua là 100 mấy một cái, 100 mấy một cái. Mà của nó, cái chất của nó là cái chất thun dẻo, mà cái chất thun dẻo đó bị cái tình trạng là khi mà mình giặt nó bị nhăn. Em có luôn mấy chị, em có một cái luôn. Tại vì lúc mà cái chân váy hot này nó nổi lên là em có mua một cái luôn. Mà vải mấy chị nhặt một nút rất là nhăn luôn. Em bao cho mấy chị cái chân váy này, mấy chị giặt cho em thoải mái, không nhăn, không xù lông. Ok không? Không nhăn, không xù lông. Đó, giả free size mọi người. Em lên lưng chun chị em mình rồi, nó rất là dễ mang luôn, em thề luôn á trời. Nó đẹp dữ dằn nha. Ai lấy chân váy nữa chút chân váy giùm em liền, kèm em xin mọi liền luôn. Cẩm Thu lên thông tin giùm em. Ok, Nhung Đặng chân vải. Bây giờ em lên áo xanh cho mấy chị em mình coi nè, đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự. Rồi, áo đủ màu cho em mấy chị ơi, chốt lẹ luôn. Chị Phụng Đặng một chân vải có luôn. Phụng Đặng một chân vải nè. Trời ơi, em nói thiệt luôn, lên cái màu áo nè mấy chị thấy không? Cỡ nào mang cũng đẹp luôn. Ôi, xinh quá mấy chị, màu xanh nè. Trời ơi là trời, nói gì nữa mấy chị ơi. Trời ơi thiệt luôn á bà. Mấy cái này mấy chị mua rồi, mấy chị về mấy chị phối tha hồ phối đồ luôn, thiệt sự. Ok luôn, Thúy Ái chân vẫy luôn. Bị ngãn chân vẫy có luôn. Áo giùm em 5 màu mấy bà ơi, áo giùm em 5 màu luôn, xinh quá trời xinh. Rồi thêm hai áo xanh với đen cho Quyên Quyên. Quá đẹp luôn, cái này phải mua đủ màu. Thề luôn á trời. Chị ơi, đơn em còn không chị? Linh Anh là ai vậy trời? Nguyễn Thị Mỹ Thu lấy chân vẫy. Ai mua một cái là còn hàng nhà em. Tam Phong áo xanh, Tam Phong áo xanh có luôn. Thề với bà luôn, áo này mà bà nào mà không mua là uổng phí cả cuộc đời. Thề. Quá đẹp, giả có đen luôn Trần Hoành ơi. Đen đây tình yêu, cam đây mấy chị. Muốn màu nổi có màu nổi, muốn màu nhu có màu nhu. Bà nào mà chơi hệ chơi màu thì em, hai em này là em hai hệ chơi màu, mà em nó mặc hoài mặc quỷ không có sợ bị gì hết luôn. Cam với hồng giùm em. Còn ai mặc mấy cái màu này sợ da mình đen quá, dạ có màu trung tính chị em mình ơi, đây đen trắng nu giùm em, đen trắng nu xanh liền, chốt lẹ giùm em liền cái con áo này luôn, quá đẹp. Trời ơi mấy thiệt mấy chị xỉu chưa? Rồi cho chị xin cái màu áo đi cưng ơi, có đen luôn, trắng 59 ngàn cho Tina Trần. Không có cô, có cô lọ chứ ơi, cô lọ để em tí nha. Lấy em một set áo đen phải không? Áo đen lại chân vẫy luôn, rồi chân vẫy thấp hết nha mọi người. Đó là chốt cho em chân vẫy lẹ lẹ luôn mọi người ơi. Chân vẫy cho Phụng em có luôn. Chân vẫy cho Phụng em có luôn. Áo
áo xanh cho Nguyễn Thị Mỹ Thu. Quá đẹp luôn á trời. Xanh đẹp lắm em thiệt mà. Trời ơi cái này mấy bà không mua là tiếc gì lắm, tiếc luôn. Xanh này là xanh ngọc dễ thương lắm. Chân váy chị Lan Nguyễn còn cái đang mang là hết. À Trần Hoàng lấy áo trắng. Trần Hoàng lấy áo trắng váy đen. Một áo đen luôn cho chị Bị Ngạn. Áo xanh nu chị Trang Nguyễn. Xanh nu chị Trang Nguyễn. Áo đen chị Thương Đề. Áo đen chị Thương Đề. Trọng Hiếu Trung Đơn với lại bé Nguyễn. Áo xanh. Rồi ok luôn. À lấy mẫu nào chốt em liền luôn nha. Rồi nhanh nhanh lẹ nhanh nhanh cái tay lẹ cái chân giùm em luôn. Quần le chưa lên được, quần le nó còn đang nằm sâu sâu xa quá chưa lên được. Rồi chốt cho em liền áo kèm màu kèm số điện thoại có đơn giùm em luôn. Con này em về gần gần cả trăm cái đó chị. Con này về gần cả trăm cái chị em mình ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là xịn luôn hả? Tên gì? Phải giải lên thông tin giùm em luôn. Đây. Cái này là nhiều chị hỏi em lắm nè. Bữa hôm live xong còn bị rớt lại zoom nhăn có hàng rồi. Zoom nhăn có hàng, đợi em tí xíu em lên liền luôn. Trời ơi, cái set vest có 105.000 quần dài chị em ơi. Mấy chị nhìn cái chất cho em đi. Còn được có 2-3 bộ mà mấy chị. Bộ này là hôm bữa gọi điện không nghe máy xả ra mới còn thôi nha mấy bà nha, chị bữa hết sạch rồi. Đây. Set vest giùm em một cái quần ống rộng nè mấy chị. Một cái quần ống rộng chị em mình nha. Trời ơi, bao sang chảnh luôn mấy chị. Một con áo vest giùm em rất tốt. Nguyên set luôn, quá đỉnh. Phí giá thì thông tin luôn. Phương Lê lấy trắng xanh. Chân váy. Chân váy cho chị Phạm Liễu cái cuối cùng đi hết luôn rồi đó. Trần Hoàng lên thông tin giùm em luôn. Trần Hoàng có sắc mặt không? Ủa Trần Hoàng lên thông tin giùm em. Phương Lê còn áo xanh hết trắng nha chị đẹp. Áo còn xanh hết trắng. Em còn cam, còn hồng, còn nu chứ ơi. Cam, hồng, nu nha. Rồi hết cho mấy chị. Hết chân váy nha. Còn áo giùm em thôi. Set vest em còn có 3 bộ mấy chị. Vân Zula em còn áo xanh luôn nha chị ơi. Hết chân váy chị. Hết chân váy rồi tình yêu ơi. Hết chân váy rồi. Áo em còn đen nữa nè mấy bà. Áo còn đen nữa nè nha. Rồi xin em chưa lên mấy chị. Xin em chưa lên đợi em tí xíu nha. Rồi vest này còn được 3 bộ nha. Bà nào lấy vest chút vest cho em luôn. 105 mấy chị ơi. 105.000 mấy chị. Bao đẹp luôn. Đây nè màu xanh của đậu. Màu xanh đậu của nó đây. Ok luôn. Chân váy hết em ơi. Chân váy 67.000 hết hàng. Nguyễn Luân áo xanh còn cái đang mang luôn là hết luôn. Áo nu đen cho bé Út luôn. Chân váy em hết luôn. Dùm vải nhăn đợi tí xíu mới chế. Dùm vải nhăn đợi tí. Nu đen hai màu. Đây ok luôn. Bé Út luôn. Set này còn được 2 màu mấy chị ơi, rất là đẹp luôn mấy chị. Trời ơi. Ồ cái vest nè mọi người ơi, có 105.000 cho mấy chị luôn nè ha. Cái này lễ Tết đồ mặc cho em là bao sang chảnh luôn. Áo chị đang mang màu đen cho bé Nguyễn luôn. Nha. Con lấy áo bỏ lại. À còn chân váy còn 3 cái trong đây nữa, quên. Còn chân váy nha. Vân Julia có chân váy luôn em. Còn 3 cái trong đây quên bữa hổm rồi nhớ rồi. Đây. Chị biết rút không? Nè. Trời ơi, tao nhớ còn 3 cái trong đây tao quên. Rồi còn 2 cái chân váy rút nữa. Ai chưa có chân váy rút chốt lại giùm em luôn. Xách ống rộng này từ 40 tới 60 cân mang vừa giùm em chị Diễm Lê. 40-60 kg luôn. Rồi Vũ Hoàng Yến Linh nè. Chân váy lên thông tin cho em luôn. Chân váy rút. Nha. Rồi ok. Trang Nguyễn lấy xanh nu lên thông tin giùm em luôn. Lùng heo mua hàng phải cọc em ơi. Em có cọc em nhận hàng nhanh nhẹ, em không cọc em toàn là để hàng quay đầu không à. Rồi ok, Quyên hết chân váy. Nguyên một set vest 105.000 chế độ lấy hốt liền. Thề luôn, rất là sang, mấy chị nhìn giùm em đi. 40-58 kg giờ lại mặt đẹp giùm em nha mọi người nha. Set vest luôn, bao sang chảnh chị em mình ơi. Đỉnh chưa? Form rất là to luôn nha mấy chị đẹp nha. Cho mấy chế mang là bao sang mà em luôn. Rồi set này còn được 2 màu mấy chị. Còn được 2 màu nha. Một cái màu đậu và một cái màu xám. Cái màu xám thì mặt mấy chị ơi sang xỉu luôn. Còn 2 màu giùm em luôn. Trang Nguyễn thông tin luôn. Chân với xòe 2 tầng lên rồi. Ơn cậu về rồi. Nguyễn Dung áo xanh có luôn. Nguyễn của áo xanh em có quà chưa anh? Có rồi hả? Có rồi tình yêu ơi. Hết áo xanh nha. Nguyễn Dung ơi đổi màu giùm em luôn. Rồi lên cho mấy tầng đây. Lên cho mấy tầng cho chị em mình luôn. Hôm nay em nói rồi em về cho mấy chế đồ Tết không? Tù ơ không nè. Quả trời quá đất luôn. Đi về chân váy về quần cho chị em mình luôn. Đây hôm nay chân váy về màu trắng rồi nè.
phải là bao ghiền cho mấy bà luôn mấy bà ơi. Nè, bữa giờ đâu dám về chân quẩy mấy bà, ngày thường đâu dám về màu đen đâu. Gần Tết, gần tiết mấy cái dịp lễ mới dám về màu đen cho mọi người á. Tại vì mà lễ Tết rồi mấy chị lâu lâu mấy chị bận phát cấp này ơi mới dám về thôi nha. Rồi chân quẩy giùm em size đủ hết mấy chị ơi. Đủ size hết mấy chị, S, M và L giùm em luôn. Đây, đen trắng hai màu, 65.000 một cái chân vẫy. 65.000 một cái chân vẫy giùm em, lót quần bên trong mấy chị. Em nói cái quần bên trong của em nè mọi người thấy không? Cái chất của em này, bên trong của nó y chang như là cái chân vẫy bên ngoài luôn. Nó đều là tuyết mưa hết nguyên cây, chứ không phải là bên trong nó chỉ lớp một cái lớp lót mỏng nhẹ thôi, không phải mấy chị nha. Đây mọi người, có nghĩa là cái form của nó phải chắc chắn luôn. Nên là cái tình trạng mấy chị giặt mà sợ mà bung chỉ bung ơ là không bao giờ có. Tại vì hàng này của em là em đặt người ta may số lượng lớn, nên giá em ra cho mấy chị giá rất mềm. Và em đảm bảo cho mấy chị luôn, không ai dám bán cái chân váy này cho mấy chị giá 65.000. Hứa luôn, hàng này ra ngoài mua 100 mấy một con gì mà em đi mấy bà. Đâu ra mà có đây, đâu ra mà có đây mấy chị. Chỉ có ở nhà em thôi mấy bà ơi, chốt em liền. Size kèm màu kèm số điện thoại có đơn thì em liền ha. Rồi em lên chân váy mấy chị. Mà có size luôn nha mấy chị, có size luôn nha. Mấy khách chị lớn quá, bận cho mấy trắng luôn. Trời ơi, cầm bánh trắng quá, chị trắng rồi kìa. Rồi lên áo hồng, chân váy trắng chị em mình nha. Đợi em chút nha, quần loe, quần ơ, quần jean gì đợi em tí xíu em lên liền cho. Hả? Mỹ Dung hết áo xanh rồi tình yêu ơi. Rồi em nấu chút chị Nguyễn Dung đâu. Em báo Nguyễn Dung hết rồi mà. Thiếu chân váy quá trời. Anh kéo lên mẹ coi. Trời ơi, dễ thương chưa? Nhớ size kèm màu giùm em nha mấy chị. Mấy chị ở nhà mấy chị mặc size nào, mấy chị cứ lấy chân váy nó size đỏ giùm em. Em thường thường em mặc S thì bây giờ lên chân váy mặc S thôi mọi người nha. Mình ở nhà mình mang size nào thì mình cứ lấy quần chân váy size đỏ giùm em thôi mọi người. Mọi người khỏi lo cái vấn đề chân váy là nó có vừa vậy không nha. Mặc size nào cứ chốt size đỏ giúp em đi mọi người nha, cho nó dễ nha. Chứ bây giờ em á hả, lỡ nhiều khi em bấn em đọc lộn size nữa rồi bên đây vô hàng lộn size với chị nó công lắm nha. Comment size nào mình lấy size nào mình comment size đỏ đi. Ở nhà mình mặc size nào mình cứ lấy chân váy size đỏ giùm em nha. Ok luôn. Hân Hân nè, hai đi chân váy trắng luôn. Ghê thiệt chết rồi, thời tới rồi. Rồi ok luôn, chẳng em mờ luôn cho Ái Vy Nguyễn Thị. Chẳng em mờ cho Ái Vy Nguyễn Thị luôn. Rồi ok. Một chân váy trắng cho anh đi Lê mờ luôn. Anh đi Lê tay mờ tỏ luôn. Cảm xíu nha. Trời ơi, cái này ai có lên mờ không vậy? Sao đủ ở đây? Em mờ luôn nè. Nguyễn Luân hết chân phải trắng em mờ rồi em ơi, còn S không à? SL chứ. SL mấy bà ơi. Trời ơi, sao còn SL không vậy? Chân váy tầng đó bao nhiêu ký độ lại? 58 cân giùm chị luôn em ơi. Rồi ok. Chân váy tầng 2M2L hả? Đen 2M2L cho Giang Ngân. 1L 1M 1M 1 cái M đó không? Một cái M nữa nè, ok luôn. Chân em ơi, rồi chân váy 60-50kg hết màu trắng mấy chị ơi. Ri trắng cho Quyên Quyên nè. Ri trắng, ri đen cho Quyên Quyên. Ri trắng, ri đen cho Quyên Quyên luôn. Trắng em mờ hết mấy chị ơi. Chân váy 65.000 màu đen cho chân em. Em mờ 50kg em mờ thì còn size mọi người nha. 50kg em mờ thì còn size giúp em luôn. Tại mờ lò này nó trên nhau không có nhiều mấy chị ơi. Mờ lò nó trên nhau không có nhiều mấy chị.
ok luôn, chân L luôn cho chân. Chân Hồng Trung, chân Hồng Trung luôn, L nè. Rồi L 58kg, chân Hoành 55kg mặc size L bà ơi. Trắng S luôn cho Lê Ngân. Trắng S cho Lê Ngân, Quyên Quyên có rồi luôn. Chân có 58kg mặc L giùm em luôn. Chị tiệm 1 ly của nó là 5 chị ơi. Chân váy này là 1 ly 5 cái giùm em mấy chị. Chân váy này 1 ly 5 cái giùm em. Zin chưa lên mấy chị ơi, zin chưa lên cho mọi người nha. Chân váy 65.000 mấy chị. Chân váy em đang mang 65.000 cái chân váy nha mọi người nha. Ai lấy chân váy chút chân váy giùm em luôn 65.000. Đen ép luôn cho Lê Ngân. Đen ép cho Lê Ngân cỏ luôn. Rất là đẹp mấy bà ơi, yên tâm giùm em luôn mọi người. Xinh lắm mấy chị ơi. Một ly của nó là đủ size với bà luôn nha, là 5 cả giúp em, là bắt buộc sĩ lấy nguyên ri giúp em luôn. Lê tới lên L nè. Lê tới L trắng có luôn. Rồi còn cái L trắng mấy chị, trắng còn L giùm em luôn ha, L với S còn á. Ai? Trần Hoàng lên thông tin giùm em luôn. Trần Hoàng nãy giờ chưa lên thông tin nữa hả? Rồi ok luôn, đầm body có tình yêu. Đầm body hôm nay cái đầm body cặp một cái áo khoác bên ngoài về hàng rồi đó mấy chị. Nha. Cặm lẻ sơ mi sau lưng đây chứ ơi. Em này mấy chị mặc chung với lại cái chân váy em đang mang là hết bài. Mặc chung với lại chân váy em đang mang luôn là hết bài luôn. Sơ mi 89.000. Màu bơ, màu xanh và màu trắng giùm em. Bơ xanh trắng ba màu. Chân váy ML, chân váy L với S giùm em mọi người nha. Đầm body em còn luôn. Kim Ngân lên lấy đen L. Rồi ok, vải nhan để em xíu đó mấy chị. Rồi ai lấy chân váy được chút, chân váy ai lấy quần được chút quần giùm em nha. Ôi lộn, ai lấy áo được chút áo giùm em luôn. Lên lại giùm em mấy chị. Chân váy màu đen bao, trời ơi màu đen là quá dễ mang rồi mấy chị ơi. Trời ơi coi nè, đẹp xỉu luôn mấy chị. Một tầng nè, hai tầng nè. Bên trong là quần nha. Bên trong là quần nha mọi người. Quần mà may cái chất tuyết mưa luôn. Chứ không có phải nó để cái lót bên trong. Chân chú L quăng rồi mà. L đen hả? 58kg L vừa mà cao. Mà cao 96 giùm em là được. Thiếu cái L mà nó hả? Rồi L nè. Ok luôn. Chân vẫy giùm em luôn. Cẩm chương L, L với lại hai cái L nè. Một cái L đen với lại một cái L trắng nè. Rồi ok luôn. Đây có set sơ mi chân vẫy cho chị có rồi em. Có rồi tình yêu ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em luôn. Không em ơi, cái mẫu đó chị qua rồi em. Chị em đằng sau lưng thì chị qua, chị không có lên form nữa nha. Lấy được chị chốt giùm chị không có lên form cái hàng đằng sau lưng nữa gái. Rồi ok chưa. Ai lấy nửa chốt cho em liền luôn nha mọi người nha. Áo em còn lấy cá là em hết rồi mấy chị ơi. Trời ơi gáo nung này bao dễ thương mấy chị. Còn nung lên cái form là bao cân luôn. Rồi nu trắng, nu đen cam hồng 59.000. Nu đen cam hồng giùm em nha. Áo form bao đẹp luôn mấy thiệt. Rồi ai lấy chốt em luôn. Rồi chân váy em đang mang còn đủ size mấy chị ơi nha. Em còn em hết màu trắng. Màu trắng còn có size S đang mặc thôi. Màu trắng chỉ còn S đang mặc thôi. Còn màu đen thì em còn đủ size chị em mình nha. Rồi ok. Đó ai lấy chân váy được chút chân váy luôn. Nãy có về xin chân đen không chị? Không em ơi, không có về xin chân đen gì á. Quần jean bữa nay còn mẫu gì đây? Này rách gối highlight nè. Cái này là rách gối highlight giùm em mấy chị. 139.000 size M. Size L. Rồi còn có 2M. 1L 2M giùm em luôn. À cái này là dạng loan hai màu. Để em coi cái này là gì. 139.000. Đây 89.000 áo sơ mi đằng sau 89.000 em Nhi ơi đây mấy chị. Quần loan còn size L mấy chị. Quần loan là em còn L nha. Ai lấy L chút L giùm em luôn. La bé có quần tách ta nghi. Quần tách ta bây giờ chị còn phải vải thôi à. Chị không hết phải chị hết phải bóng rồi nha. Chị còn quần 75 thôi nha. Ủa nãy giờ cho số điện thoại cho bà Trần Hoành ơi. Chưa số điện thoại tôi gì vậy bà ơi. Nãy giờ cho số điện thoại tôi gì vậy bà ơi. Rồi ok luôn. Rồi quần cho em luôn mấy chị. 139.000 một quần cho em thôi mọi người ha. Rồi chân váy 65.000 chị Hoa Võ. Chân váy 65 giùm em. Chân váy đang mang 65.000. Ai lấy chân váy chút chân váy luôn. Rồi quần loan Nguyễn Thị Mỹ Thu size L. Quần loan Nguyễn Thị Mỹ Thu size L. 1m56 mặc quần dài không chị? Không có dài quá đâu em ơi. Form chuẩn lắm bé ơi. Form chuẩn lắm bé. Yên tâm đi cưng ơi. Rồi quần loe còn hai cái L với lại M. Quần loe nè. Quần loe còn hai cái M với L giùm em luôn. 159.000 quần loe. Quần loe nha. Quần loe nha. Quần loe anh L cho Trúc Mai luôn. Quần loe mà Trúc Mai luôn. Cho em coi mạng lắp quá giật hoài. Họ lên xin bỏ giùm chị luôn đi cưng. Nguyễn Toàn lấy áo hồng giáo đen. Quần loe còn hai cái ML đấy rồi. Size lớn nhất là khoảng chừng 50 53 cho tới 58kg là size lớn nhất.
tùy chiều cao của mọi người tự giao giúp giùm em nha. Rồi ok luôn nè, hai báo nè. Ok, phải in lời cho Thanh Thảo có luôn. Chúc bay lên thông tin giùm em. Chúc may quần lưng cao không chị? Trời ơi, không, nhà chị quán quần lưng thấp. Thì đó là như vậy, nhà chị không bán quần lưng thấp chứ đừng hỏi quần lưng cao hay không. Chị nào em ơi, em chị Trang ơi, chị Trang có bán quần lưng thấp không thì trả lời không. Chứ giờ cái quần lưng có cao không là quần lưng siêu cao. Toàn bộ là quần lưng siêu cao bán sớt 200-300 ngàn hết. Không có hàng mà rẻ tiền, hứa luôn. Hàng có sao nói vậy, chị em mình dễ mua dễ bán, ok không? Ok, Trần Hoành thấy thông tin luôn. Lên quần xin đạp tí xíu chứ. Rồi qua tiếp giùm em luôn. Hàng ở ngoài nó nhiều quá nè. Đi ra ngoài cắt bao. Đẹp cắt. Chút xíu luôn.
quần loe giùm em với bà ơi, chốt lẹ lẹ nhanh cái tay lẹ cái chân giùm em luôn nha. Linh Ngọc quần L cỏ luôn. Linh Ngọc quần L. Ok chị Linh Ngọc quần L luôn ha. Lê có rồi chị. Chân mới đang L tôi có chưa, Thanh Thảo có rồi luôn. Hân ha. Hân Hân đơn em chưa có quần loe cho chị chưa, hình như chưa có em ơi, đơn trước thì như xa quá. Quần loe đợt này em chưa có nha cục con, đợt này em chưa có quần loe. Rồi ok, đang mặc luôn nè, đang mặc luôn cho Hân Hân luôn. Rồi hết ép mấy chị ơi. Phụng Lê, Phụng em nè, hình như còn cái ép trong đây, còn cái ép trong đây. Rồi quần loe L cho Phụng em. Ép còn nè, ép còn. L cho Phụng em nè. Nguyễn Thủy HL, chị ơi, Nguyễn Thủy HL nha. Bây giờ em còn S cho M mấy chị ơi. SM giúp em mấy chị ơi, SM nha mọi người nha. Quần loe dây kéo đúng rồi cưng ơi, quần loe dây kéo bên hông giùm chị nha. Lê Thủy hết quần loe chị ơi. Dương Như lấy quần loe S nè. Dương Như quần loe S cỏ luôn nè. Quần loe nhà em hiện tại bây giờ còn hai size S với M thôi mấy bà ơi. S với M giùm em cho mọi người nha. Em mặc size S cho mấy chị. Nói chung là mình mang size nào thì mình lên cái quần loe size đỏ không mấy chị nha. Đây. Trời ơi đẹp ghê á. Cái này là chưa có mận quần đụng mông vô mấy bà. Thà luôn mận quần đụng mông vô đi chơi là bao ghiền luôn á trời. Tay S luôn cho Dương Như có rồi. 53kg mặc M, mặc M đi chị ơi. 53kg mặc M đi chứ ơi, mặc S nó hơi nhỏ chứ ơi. Đẹp ha, rồi. Em nói với mấy bà luôn là em cũng phải lấy một cái em mặc luôn mấy chị. Tại vì nó quá đẹp, nó quá sang luôn. Thì hôm bữa em có đặt trên mạng một cái quần loe mà nó chất thung á mọi người. Nhưng mà em về em giặt cái mục nước nó bị giãn mất tiêu rồi. Nên em không dám có nhặt cái quần nó về cho mọi người. Em phải mặc thử, em giặt thử, ok mới bán nè. Nên L 56kg vừa rồi chị. Rồi ok, Phụng em đơn em chân váy rút với lại quần nha chị, ok tình yêu luôn. Rồi không biết đơn em còn giữ không, Linh Anh em cọc hôm qua mà inbox không ai trả lời, Linh Anh nữa hả? Vậy là còn giữ hàng ở dưới em. Tại vì hàng một cái chưa có xả, mà hàng nhiều cái cũng chưa có xả luôn. Hân Mini lấy chân váy gì? Chắc nó lấy chân váy đang mặc luôn quá. Cái gì? Loe SML luôn hả? Là ai? Là Hân Chu á. Ờ nè, S quăng qua rồi. Còn em quăng L quá rồi mà. Thôi chân bỏ lộn phiếu cho ai đó nha, chứ quăng đủ hàng rồi đó. Rồi ok chưa? Tan ha. Trời đẹp ghê luôn á trời. Quần loe bao nhiêu vậy chị? Quần loe có 99 ngàn à. Quần loe chị đang mặc có 99 ngàn thôi. Xếp gắm em chú lên nè, em chú lên chị. Trời xếp gắm mới về hàng lại luôn, đẹp lắm mấy chị ơi. Đây zoom đây, zoom nhăn đây mấy bà. Trời ơi em nói nó bao đẹp luôn mấy bà ơi. Hả? Chúng ta lò đợi xíu đi. Quăng nó 2M. Lò nó 3 cái đi. Quần jean đi chị. Quần jean chưa lên được, đợi chút xíu nha. Rồi zoom đây mấy chị ơi. Trời ơi má cái zoom đẹp trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đủ chưa? Trời ơi tôi nói mà thấy không. Chị lên body cặp chưa? Chưa chưa. Chưa ấy viên mình phải đợi chút xíu chị lên liền. Em mới chế. Quần loe em hết size L rồi mọi người, quần loe hết size L rồi, còn S với M thôi. Còn S với M thôi, trời ơi quần loe chị nào mà không mua là tiếc, chị lắm tiếc mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Đúng rồi. Rồi một còn có hai size rồi Quyên Quyên ơi. Còn S với M thôi, hết rồi, hết quần rồi. Quần này mấy bà này dán là ok, chút xíu là mặc rất là đẹp luôn. Chị lên áo tay dài đi chị, chưa đợi chút xíu chị lên liền luôn. Rồi đó cái quỷ này nó tụt. Trời ơi tôi thề với mấy bà luôn là cái zoom nó bao đẹp luôn. Phải lấy em 3 cái M, 2M 1S giùm chị đi. 2M 1S giùm chị đi. Ừ ok em. Rồi. Trời ơi mấy chị ơi nhìn cái zoom nè mấy chị. Em báo giá bà xỉu liền cái zoom này cho em. Trời ơi nhìn nè mấy bà. Tôi mở cái màu vàng cho bà coi nha, cho nó rực rỡ nha chị em. Áo mặc còn nha chị Thanh Thanh Hà Đinh. Còn chị bỏ lấy kim chờ chị thêm không Trang. Ủa chị bữa hôm em hỏi chị không trả lời em đâu biết chị có lấy thêm đâu. Hết quần lấy kim chờ rồi sao quá. Rin Loan đợi em xíu nha, Rin Loan biết hôm nay về mộng gì nữa nè, đợi em chút. Zoom cho em mấy chị 105.000 một zoom. Trời ơi bao đẹp luôn. Một cái set zoom, một cái set lẻ nó bán 90 mấy ngàn rồi. Zoom này có 105 mà mấy chị. Vải em bao luôn nha. Đây, vải nhăn chuẩn hàng shop giùm em luôn. Zoom nha mọi người nha.
màu vàng, màu đen, màu hồng, màu bơ và màu nu. Vàng, đen, hồng, bơ, nu. Em lên form mấy bà chế. Rồi quần loe chị lấy được rồi, chốt em đi. Áo này mặc nãy giờ rồi mấy bà. Áo này mang từ nãy tới giờ rồi đó. Ok chưa? Lên zoom nè. Ủa cái zoom đẹp dữ vậy trời. Zoom mà xuất sắc dữ vậy mấy mẹ. Lên form nha mấy chế. Cái zoom này là bao to dạng chị em mình luôn. Nó có lóc quần đằng sau lưng, còn chi kiểu đằng sau lưng giùm em luôn. Chị phải nói em là bỏ thêm cho chị mới bỏ chứ. Em đâu biết đâu. Quan em bán muốn chết luôn vậy á. Nhưng mấy chị có lấy thêm đâu, em đâu có dám bỏ đâu. Rồi ok. Thấy nó hơi thanh hà lên chị nói nghe không? Chị kêu em là còn, có lấy thêm thì chốt giùm chị. Trời ơi cái dâm này mới thiệt luôn, bao nhiêu ký mặt cũng vừa hết nha mấy chị em. Thiệt sự là bao nhiêu ký mặt cũng vừa hết luôn á. Chị like không? Hình như hết sạch rồi sao không còn em yêu ơi.
Rồi bộ nhăn nè. Trời ơi vải bao đẹp luôn. Xếp bí nè. Bao hot cho bà luôn. Nguyên một set giùm em luôn mấy chị, 99 ngàn. Em có màu hồng, hồng nhạt, xanh với vàng. Lên form xếp bí. Xếp bí là bao ghiền với bà luôn. Trời ơi, dễ thương ghê luôn á trời. Em này chuẩn bị được vô bộ sưu tập luôn. Trời ơi, không tin đẹp chị luôn á trời. Không tin luôn á mấy chị. Xinh xỉu luôn á trời. Hồng đậm hay hồng nhạt chị á. Quất liền 4 bộ 4 màu cho tôi đi, có 99 ngàn bộ à. Không tin đẹp chị luôn á, không tin luôn á mọi người. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Xuất sắc cho em luôn. 99 ngàn. Ok. Tôi lên chân vải không được mờ. Tôi có chân vải không? Có rồi bà ơi. Màu xanh cho Nguyễn Ngọc da hơn, ok luôn. Màu nào hồng đậm hồng nhạt chút lại giùm em nha. Trần Thị Bích Thu hồng đậm hồng nhạt chút lại giùm em luôn. 4 màu mấy chứ ơi, đẹp lắm mấy chứ ơi. Thúi với bà luôn, nó đẹp đúng đẹp luôn. Bà nào không mua uổng xỉu luôn. Quá đỉnh chị em ơi. Nha, mua một bộ là em tính giá lẻ nha mấy chị. Hồng đậm luôn, nguyên nguyên 4 màu. Con nào lấy bộ này là nói thiệt luôn, quá uổng. Quá uổng với cuộc sống này rồi. Quá có lỗi với cuộc sống này luôn. Hồng đậm hồng nhạt với vàng giùm em luôn. Rồi cái màn hình túi thui lùi này chị cũng không biết sao luôn em. Không biết luôn. Tắt nhạc rồi. Rồi chốt giùm em liền luôn nha. Hồng đậm hồng nhạt với vàng giùm em mấy chị ơi, 99 ngàn. Trời quá, nó đẹp xuất sắc luôn á trời. Giùm có túi không chị? Không em ơi. Kim Mai lấy hồng đậm luôn. Kim Mai lấy hồng đậm có luôn nè. Rồi hồng đậm hồng nhạt giùm em luôn á chị. Hồng nhạt hết luôn rồi nha. Rồi coi không được luôn á chị ơi. Rồi sao giờ trời, kỳ vậy. Rồi bây giờ em còn hồng nhạt với lại màu vàng giùm em luôn. Không đậm bé Phương còn 2 bộ. Không đậm bé Phương còn 2 bộ. Rồi còn cái hồng cuối cùng là hết. Còn một cái hồng cuối cùng là hết giùm em, bị ngãn còn hồng nha. À lấy hồng chút hồng giùm em luôn, 99 ngàn vải quá đẹp. Xinh quá à. 99 ngàn. Bảo An hết hồng đậm em ơi, còn cái hồng nhạt thôi em. Còn hồng nhạt này dễ thương lắm luôn. Trời ơi xinh quá ha, trời không tin đẹp vậy luôn á. Má ơi coi nè. Hồng nhạt, hồng nhạt, hồng nhạt. Chốt em chưa Trần Thị Bích Thu. Chốt rồi, bây giờ em còn cái hồng nhạt. Mấy bà ơi, ai lấy hồng nhạt chứ hồng nhạt luôn, quá đẹp. Quá đẹp luôn, còn đúng cái một luôn. Nha, 99 ngàn, quá đẹp. Quá đỉnh. Bích Thu chốt rồi em ơi. Quá đỉnh thật sự. Trời ơi, đẹp quá ha. Rồi ok, lấy em hồng luôn. Bị ngạn có luôn, rồi hết. Nha, túi phía sau bao nhiêu vậy chị? Không có bán túi mấy chị ơi. Túi em không có bán luôn. Rồi đây mấy chế. Trời ơi, xét cái này giống là bộ. Trời ơi, siêu phẩm mấy bà ơi. Có bộ một nha mấy chị nha. Có một bộ một giùm em thôi mấy chế. Bộ thể thao có túi giùm em nha mọi người nha. Rồi em xin lên em xé bà gái 99 ngàn luôn. Còn bộ duy nhất giùm em luôn nha mấy chị. Thể thao 99 ngàn. Thể thao 99 ngàn luôn. Hết rồi mấy chế ơi. Dâm có túi tình yêu, dâm không có túi nha. Dâm không có túi. Bị ngạn lấy hồng nhạt. Bé Phương hồng nhạc hết em ơi. Hết rồi mọi người, mấy bữa nữa về thêm cho mấy chị nha. Nay em hết mấy chị ơi, nay em hết. Rồi em này giùm em luôn mọi người. Đây. Xuất sắc luôn. Một cái đầm body kèm một cái áo khoác bên ngoài giúp em luôn mấy bà. Trời ơi lô này về rẻ hơn lô đợt trước. Hết rồi chị. Hết rồi chứ ơi, để lô sau em về thêm cho. Lô sao em về thêm cho chị. Hết rồi. Em thấy em chỗ thấy nó đẹp quá trời. Mày không dám lấy, em sợ mấy chị. Mấy chị chê giá nó cao quá. Mày nó đẹp quá trời. Em nhận hàng về chỗ hàng chi. Tiền nào của đó quá đẹp luôn. Quá đẹp mấy chị ơi, thiệt sự. Rồi đây mọi người ơi, giúp cho em lộn đầm giùm em cho mọi người nha. Đầm giúp em mấy chế. Đây nguyên cặp luôn. Mới về một cái đợt luôn. Đợt hộp là 95 ngàn, đúng không mấy bà? Đợt này về rẻ hơn đợt trước. Có 89 ngàn thôi mấy chế. 89 ngàn, 2 màu giùm em. Đen và bò, chuẩn bị lên form. Rất là sang luôn mọi người. Chuẩn bị luôn.
Lên lên giùm em liền. Hỏi alo, hỏi alo, wow, thuốc giảm cân đã suy nghĩ kỹ rồi đó hả? Ok, thuốc giảm cân nhà mình còn không vậy? Để biết đường nhập về chuẩn bị tới Tết nè. Chị em nào mà mấy bà nào á mà chuẩn bị á hả, chuẩn bị Tết thì làm ơn ha, làm ơn mua một hộp thuốc giảm cân về uống liền giùm em luôn. Ok chưa? Mua một hộp thuốc giảm cân về giùm tôi uống lẹ lẹ cho kịp Tết nè, không thôi là không kịp Tết nha. Cái này nè, cái này mà chế nào không lấy nó thiệt luôn, rất là uổng luôn mấy chị, cực kỳ uổng cho em luôn. Trời ơi trời, quá xuất sắc luôn. Vàng và màu bò với lại màu bò với lại màu đen cho em nha mấy chị nha. Trời mấy chị có không em nè mấy chị. Trời ơi, lô này về rẻ hơn lô trước luôn. Lô này về rẻ hơn lô trước chị em mình nha. Chỉ có 85.000 thôi mấy chị. Ok chị ha, chị Vân Haley là đợi em xíu lên cho chị coi lại nha chị nha. Hai màu, màu vàng và màu đen, màu bò màu đen giùm em mấy chị ơi. Đằng cặp 60 cân mang dừa giúp em mấy chị. Trời ơi nhìn nè mọi người. Trời ơi, cái này mà không lấy hai cái về mà mang đi chứ còn nói gì nữa. Không lấy hai cái đầm về mà mang cho em đi mà nói gì nữa mấy chị. Mấy chị có thể mặc được hai kiểu luôn, áo này mình mặc rời cho em nha mọi người nha. Mình không thích mình có thể bỏ rời cái áo này ra ngoài được cho em, tại vì cái này nó là dán rời luôn ha mọi người ha. Nguyên cái đầm cặp luôn mấy chị ơi, có 89.000, quá đỉnh luôn mọi người. Quá đỉnh luôn, hai màu bò và đen giúp em luôn. Ai lấy trước vậy bà? Chưa thuận nhận được đơn cho chị ơi. Ivy Nguyễn Thị màu đen phải không? Rồi đầm cặp và hai cái đó cho da cho ai trời. Quyên đen cho Thanh Thảo. Da ngân hai màu đen bò quá đẹp mấy chị ơi, 89.000. Ok luôn, tam phong màu đen. Tam phong màu đen luôn. Quá đẹp mấy chị em ơi, thật sự luôn á trời. Em có vàng 99 không chị hết rồi em ơi. Trương Thuận màu bò. Mai Nguyễn màu đen. 89.000 như vậy, 85 mấy chị nha, 89 giùm em. Đầm cặp cho Huỳnh Thị Cẩm Thi. Úc Phạm không có em ơi, hai màu em ơi, lô này về được hai màu. Màu 2 cho Thu Huyền. Màu 2 cho Thu Huyền luôn. Hai cái này chị Giang Miêu bữa trả nè. Giang Miêu trả nè. Rồi em còn một bò mấy chị, ai lấy bò chút bò cho em thôi chứ ơi. Trời em nói nó bao đẹp mấy bà. Bao đẹp luôn, có 89.000 cho mấy chị thôi. Trời ơi, nhìn nè. Cái này mới thiệt luôn, hôm nay là mạng yếu mấy bà ơi. Mạng mà mạnh chút xíu rồi tới con chuyện với em. Thiệt sự luôn mấy bà, màu đen em hết nha. Trời ơi, con màu bò của nó nè mấy bà. Quan trọng lắm chị. Cái vai áo nào đẹp không? Trời ơi nè mấy chế, cái này rời nha mấy chị. Cái này là rời cho em nha mấy chế. Rời nha, Ngọc Linh nè. Ngọc Linh nè, cái này rời cho em mấy chị. Cái này mấy bà mang đu bút vô cho tu nó là bá cháy luôn. Mang đu bút vô nữa đi Đà Lạt đi chơi cho ơi. Đẹp quá mấy chế ơi. Đẹp ha, cái áo khách rời đẹp quá mọi người. Cái này là áo rời cho em mấy chị nha. Áo rời mình cởi ra được ha. Ok chưa? Phì cọt nó thông tin giùm em luôn, phì cọt nè. Trời ơi, đẹp quá à. Này, ngày mai bên em gọi điện chúc đơn Nguyễn Thủy Hách Đen. Nguyễn Thủy Hách Đen. Ai? Quỳnh Cẩm Thi lên thông tin giùm em luôn, Quỳnh Cẩm Thi ơi. Dạ rồi, lên thông tin trên live giúp em luôn nè mấy chị. Cho em xin số điện thoại đây, để mấy mốt mấy chị vô, mấy chị mua lại. Em biết mấy chị đã mua hàng em rồi, em không có xin nữa. Chứ nhiều chị mua hàng mà lên số điện thoại á, lần sau vô mua nữa em không biết mấy chị mua nhà em chưa. Mất công với chị giống gì hết trơn á ha. Hả? Ok, body bẹt vai các bạn lại chưa chế. Body bẹt vai em nói chú có về. Còn màu xanh đâu mà em ơi. Còn màu xanh thôi. Bây giờ hiện tại bây giờ em chỉ còn màu bò thôi nha bà. Nhớ hết màu luôn. Rất là sang. Rất là sang cho em luôn với chị. Bao nhiêu ký vừa vậy em xin thưa là 40-60 cân mà làm mấy chị cứ mặc thoải mái giùm em luôn với chị. Rất là đẹp nha chị em nha. Không mua là tiếc chẳng tiếc. Thùy cọp mua hàng là thông tin giúp em. Trời ơi má ơi coi này đẹp không? Tôi có đầm không vậy? Có rồi chị Mai Nguyễn ơi. Đẹp ha mấy chá. Trời không tin mà nó sang vậy luôn mọi người. Nhìn giùm em đi. Nhìn cái này mà ai biết. Ai mà biết cái giá em mới nói với mấy chị là 89.000 không? Không thì nào biết được luôn. Từ trước tới form quá đỉnh luôn mọi người. Nay có quần chị, nay có quần. Đợi xếp lên quần cho tình em. Được chưa? Ai lấy chốt cho em lì nha. Rất mà sang. Mai Nguyễn có đen rồi đó chị. Nguyễn Thủy màu nâu nè. Thùy còn không nên thông tin xả đơn. Mấy chị nào mà lên không lên thông tin xả đơn gọi là em luôn cảnh báo mấy mốt em có cho. Em muốn bán mấy chị đó đâu nha, nói rồi à. Ngô Thị Diễm Trang. Mua hàng mà đợi người khác năn nỉ lên thông tin số điện thoại mệt quá à, thiệt luôn á. Có gì đâu mấy chị. Lên số điện thoại để mình lưu vô. Mình có thông tin của nhà em rồi. Bộ tính mua có một tính mua có một cái hả? Em cho mấy chị dồn đơn mà hôm nay lựa chưa đủ may lựa tiếp mà. Đâu mình chi cho cực khổ dữ trời. Rồi,
xuất sắc luôn. Áo tôm mì bữa nay về hai màu phun giấy rồi, quá xịn sò luôn nha mọi người nha. 49.000 bữa nay về cái màu hồng. U là trời, xuất sắc chưa, xuất sắc chưa. Đây có màu, nhớ màu đen rồi sao, có màu đen nữa, có màu đen nữa, màu đen còn 5 cái màu đen rồi. Ok, chốt giùm em liền, có màu đen nữa nha mọi người, còn mong cái màu đen hôm bữa nữa. Rồi báo giá giùm em luôn, 49.000 luôn mấy chị ơi, quá đỉnh luôn, dễ thương xỉu luôn mấy chị ơi, chấn động địa cầu luôn. Xét vải gân, xét vải gắm lên chưa chị, chưa lên lên nữa chị, lên cho lên lên đây, đợi xíu đi xíu nha cô gái ơi, đợi xíu giùm em luôn nha chị ơi. Chị ơi, cái đơn đó chị đó nhận rồi mà nói sao vậy, chị chưa nhận ai gửi đơn mới chị đó, lát rồi em chụp cái bill em từ cọc cho chị chó. Hàng gửi tới rồi hả, gửi đi gửi lại gửi tới gửi lui gửi xuôi gửi ngược hoài. Hình như cái đơn đó là cái đơn mà chị mời chị không nhận là cái đơn thứ hai đúng không, còn đơn trước là lại gửi rồi đã nhận rồi. Cái đơn bao màu xanh đó chị lên chụp cho chị cái đường link hàng đi, hỏi mất công gây lộn chi, đơn có đã trừ rồi, đã nhận hàng đã trừ rồi. Còn tính nếu mà đúng ra đúng luật và nguyên tắc buôn bán á, cái này là em nói thiệt nha, cái này là em đã trừ chị rồi. Còn nếu như mà đúng nguyên tắc buôn bán á, là chị không nhận hàng là chị mất cọc, chị ráng chị chịu, chứ chị đừng có vô đây chị đòi cọc em. Cọc để mấy chị nhận hàng, em gửi đi gửi về hết 50.000 rồi, bây giờ em ai là chịu, ai là người ngồi chịu cái tiền đó cho em đây. Quần ngố mới về, hàng không túi, 65.000 giùm em luôn ha. 3 size S, 69 hay 65 vậy? Quần ngố 69.000 thôi, 65.000, 3 size SML, hôm nay về được màu trắng chị em mình nữa. Hôm nay về được màu trắng chị em mình nữa ha. Rồi ok giùm em chưa? Sang ha, đẹp quá à. Rồi ok luôn, chốt cho em liền mấy bà ơi. Áo màu 2 cho Nguyên, Nguyên có màu đen nữa đó. Có em, do chị không nhận nhưng mà cho em không có gửi. Mình không nhận thì mình mất cọc ráng chịu luôn. Ủa con Quyên Quyên này cuối cùng lấy áo màu 2 không? Hay là lấy áo 3 màu trời, cái gì vậy má? Cái gì vậy bà? Quỳnh Hương lấy áo đen, còn cái áo đen trong đây nè. Áo 59.000 còn không chị? Còn em ơi, quần lát kinh dài hết rồi chị ơi. Quần lát kinh dài hết rồi, còn 9 tấc rồi nha chị. Còn 9 tấc. Áo đằng sau nè chị, ngố trắng 65.000 kèm size giùm em. Quần có 3, quần có size mọi người nha, S, M và L mấy chị. Quần có size S, M và L giùm em luôn. Áo mấy chị ơi, lên màu mấy chị. Áo hồng, áo nu, áo trắng, áo đen nè, áo đằng sau lưng để chị nào hỏi em nè đó. Trời ơi, ba áo tôm mì á chị, giờ lấy ba tôi đúng không? Rồi ok nè, rồi cho em xin cái size nha mấy bà ơi, cho em xin cái size nha. Quần ba size SML nha mấy chị ơi, hai màu đen và trắng. Quần ba size SML hai màu đen và trắng có 65.000 mấy chị, rẻ lắm luôn. Ngô Thị Diễm Trang quần size S nè, Ngô Thị Diễm Trang quần size S luôn. Ok, giả sức Quảng Châu để em xíu chứ ơi. Rồi Phương Nguyễn Thị Hồng nè, lấy áo hồng, áo đen, áo trắng chị đang mặc luôn. Ok, Phương Nguyễn Thị Hồng, Ngô Thị Diễm Trang, ngố trắng S có luôn. Rồi quần 2 size M với L hai cái luôn. ML là lấy màu chị đang mặc luôn phải không? Rồi ok, ML hai cái luôn, xích Quảng Châu chú lên rồi chút xíu luôn. Rồi áo thun giấy mấy chị ơi, mới về giùm em luôn. Áo hồng 59.000, quần trắng 65k size M luôn. Áo hồng 69 nè, 59 nè, quần size M luôn. Ok luôn. Áo hồng chân váy rút chị, chân hồ này em có áo hồng thôi nha chị nha. Áo hồng anh đang mang đúng không bà, lấy áo hồng anh đang mang đúng không bà. Chân váy rút em hết rồi nha, chân váy rút thì em hết mọi người ơi. Quần em đang mặc 65.000 mọi người, quần đang mang 65.000 giùm em. Nguyễn Tư lấy quần em mờ trắng, quần trắng mờ cho Nguyễn Tư có luôn. Quần ba size SML giúp em chị nha, mới về lại anh chết. Quần ba size SML mới về lại giùm em luôn nha. Rồi áo em đang bận, áo đang mặc nó màu gì? Áo đang mặc có hai màu trắng đen chị, hiện tại áo đang mang còn hai màu trắng đen, có lộn hai màu trắng với hồng. Áo đang mang hiện tại còn hai màu trắng hồng mấy bà ơi, đen biết nằm đâu rồi, đen biết nằm đâu rồi, xui ghê, biết nằm cái đen nằm đâu mất tiêu rồi. Lấy hồng với trắng trước cho em đi mấy bà ơi, đen em còn, đen em còn hai màu à, áo còn hai màu trắng hồng trước cho em nha, đen biết còn không nữa. Ngôi trắng sẽ ép cho Thanh Trúc, ngôi trắng sẽ ép cho Thanh Trúc có luôn, ép quần ba sẽ ép ML giùm em luôn, chân váy rút em hết nha. Rồi quần trắng L chị Thảo Trần, quần trắng L chị Thảo Trần có luôn. Dạ quần chất kaki zin giùm em luôn,
Phương Nguyễn có áo hồng nha. Phương Nguyễn có áo hồng giùm em luôn, áo Tommy nha. Rồi giảm cân inbox giùm em đi chị. Quần trắng size S cho Thảo Trần có rồi luôn. Quần có đen, quần có đen có trắng hai màu giùm em đi mấy chị. Áo chị đang mặc có 49.000 thôi, hàng đẹp luôn, form to rộng thoải mái với chị em mình nha. Rồi quần trắng M cho Nguyễn Thị Mỹ Thu, quần trắng M cho Nguyễn Thị Mỹ Thu có luôn. Quần em có màu đen mấy chị, trời ơi quần về màu đen chết luôn à, quần màu đen là chết luôn à mọi người. Đây áo mặc màu áo với đen chút đen cho em. Tại mấy chị cũng 65.000 một cái quần cà chê jean thôi, đen M luôn cho Thu Huỳnh. Như Huỳnh, Như Huỳnh nè, Như Huỳnh đen M có đen M luôn, 3 size SML giùm em mấy chị, 3 size SML luôn. Ok. Rồi chị Trân, chị Trần Phụng lấy áo Tommy hai màu trắng hồng. Trần Phụng lấy áo Tommy hai màu trắng hồng có luôn. Trắng nè, hồng là cho chị Trần Phụng có luôn nè. Rồi quần đen ép cho cụ lùng luôn, quần đen ép cho cụ lùng luôn. Áo hồng đang mặc cho chị Kim Ngân Lê nè. Một ri ngố trắng cho Quyên Quyên nè, một ri ngố trắng cho Quyên Quyên nè, Quyên Quyên ok luôn. À, Thảo Trần size S hả? Bà lấy màu size gì vậy trời? Bà lấy lộn của Thảo Trần size S có chưa? Lấy rẫy lộn quá, bà lấy size S đó người ơi. Thảo Trần lấy S. Rồi ok luôn. Quần S, áo đang mặc trắng hồng Trần Thị, Trần Duy Ngọc Trang có luôn. Trần Duy Ngọc Trang có hồng trắng, da ngân hai 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 đi đen có lộn. Đen màu với lò nè. Đen mờ lờ cho da ngon nè. Áo vải bao đẹp nhắm là lô này về, áo vải đẹp lắm mọi người. Áo này vải đẹp lắm. Quần em mờ chút lê, quần em mờ chút lê có luôn đó. Quần bao xịn sò giùm em luôn nha. Rồi áo trắng cho anh Ni Lê luôn nè, áo trắng chị anh Ni Lê luôn ok. Rồi ok luôn. Lì ngân này sao nguy hiểm vậy? Đang đi rồi hả? Lì ngân đang đi rồi chị ơi. Thì còn áo hồng quần trắng size gì em ơi? Áo hồng quần trắng size gì cục cân ơi, cho chị xin cái size nha bé ơi. Cho xin cái size giùm chị nha. Quần size gì? Rồi quần đen size S, áo đang bận Bảo An. Quần đen size S, áo đang mang màu hồng đúng không? Áo đang mang màu hồng luôn. Dương Như có quần đen M, áo trắng cho Kim Bình Nguyễn. Kim Bình Nguyễn quần 3 size SML giùm em luôn. Có body nhăn không chị? Body nhăn chị hết rồi. Đen M 45kg cho chị Trang Hoành. Trang Hoành nói 45kg mặc S được rồi chị ơi, 45kg mặc S rồi chị. Áo hồng 49.000 luôn cho Phương Thảo. Lấy em ngó trắng 65.000 size M cho Phương Nguyễn Thị Hồng. Đen 65kg gì? Phương Nguyễn Thị Hồng quần M. Ok. Hồng 49.000 dùm đơn cho Cẩm Tiên. Hồng 49.000 dùng đơn cho Cẩm Tiên. Quần ngố trắng size M 45kg dù không chị, mặc S thôi mấy bà ơi. 45kg mặc S là vừa rồi, tôi 50 cân tôi đang mặc S đây này. Ôi trời ơi. Tôi đang 50kg tôi đang mặc S đây này mấy bà. Tiên Nguyễn nè, Tiên Minh chứ lộn lấy áo trắng. Áo hồng đang mang. Áo 59 còn nha Dương Minh, Dương Như. Nè mấy bà ghê, coi cái form quần nó dày nè, đâu có bị lộ đáy đâu. Form quần mà phải mà mỏng là bị lộ. Mỏng là bị đổ đáy liền luôn. Thủy còn cái gì vậy ngươi? Trần Như Ngọc Trang lên thông tin giùm em. Thủy còn cái quần size S màu đen đúng không? Thủy còn qua mấy cái quần màu gì vậy? Cái quần màu trắng, cái quần màu đen đây. Còn quần legging dài không chị hết nha. Áo Tommy hết đen tình yêu ơi. Em có bụng quá chị hả? Vậy lấy M đi. Rồi quần đen M, áo hồng Diễm My. Diễm My hết áo hồng em ơi. Bây giờ còn quần thôi nha cô cưng ơi. Còn quần giùm chị, lát còn nó lên màu áo khác cho chị nha. Áo hồng hết mọi người, áo hồng hết luôn. Trần Duy Ngọc Trang lên thông tin luôn nè, ok. Rồi áo bây giờ em còn trắng mấy chị, áo em còn trắng luôn. Sao su su này cảnh báo rồi vậy? Áo chị đang mặc 49.000. Quần đen quần hay là trắng gì cũng một giá mấy chị ơi. Quần đen hay trắng gì cũng một giá giùm em thôi nha. Đen em mời cho Ngọc Quyên. Ai chị còn xe S còn gì vậy? Quần trắng phải không? Rồi trắng nhất cho Thủy Cọp đang mang luôn. Bên đó còn thiếu cái M phải không?
mò nè, coi em coi mò dài hay mò ngắn kìa. Áo hồng hết mấy bà ơi, còn áo trắng giùm em luôn. Áo hồng còn áo trắng thôi mấy chị ơi, hết áo hồng rồi nha. Rồi mi vuông vuông, ngón trắng hết size S luôn em ơi. Quần 65.000 nha Nguyễn Vani ơi. Vani ơi hết rồi em. Quần đen L cho Kim Ngân lên. Lộn, quần đen còn size S chứ size M giùm em mấy chị ơi, size S chứ size L nha. S chứ L. Em cơm bé 9 tháng cũng được rồi chị Mai Hiển ơi. Rồi áo quần đen em hết, cái chị quần trắng hiện tại em còn size L là em hết với bà. Quần trắng em còn size S nha. Rồi lên áo áo trắng quần đen mới trời, lên áo trắng quần đen giùm em luôn mọi người nè. Và trời ơi đẹp lắm mấy bà ơi, quần có 65.000 cái à. Quần có 65.000, áo có 49.000 thôi mấy chị. Bao rẻ bao đẹp cho cả nhà luôn. Quần màu trắng em hết size mấy chị ơi. Còn thiếu cái M bên đó đúng không? Mấy bà nào M đổi qua L cho em được không? M đổi qua L giùm em được không mấy chị? Tại vì nó không có phải là bự lắm đó mọi người. Tại vì nó co giãn á. Quần trắng N cho Vali, Vani luôn. Rồi quần re size M luôn cho chị Nguyễn Hằng Ni. Quần re M cho Nguyễn Hằng Ni có luôn. Sơ mi có không chị? Có em đổi chị lên cho cô cân. Rồi ai lấy quần chút quần, ai lấy áo chút áo giùm em nha. Rồi quần ra em còn size S luôn. Rồi ok, Kim Ngân Lê có em ơi, Kim Ngân Lê có cho em nha. Nè Vani nè. Rồi ok luôn, áo em còn mấy cái em hết hàng mấy chị ơi. Áo em còn trắng mọi người, áo em còn trắng ha. Áo trắng lên quần đen là hết bài. Áo trắng là lên là quần đen là hết bài cho mấy chị luôn ha. Nên là mình không có cần phải suy nghĩ gì hết mọi người nha. Đó, dễ mang dễ mặc giùm em luôn. Su này cảnh báo rồi, Su này có phải mua hay mua hàng gì mình không vậy anh? Hả? Ủa vậy hả? Trời ơi, cái gì nó chạy ra nó giờ 50 nít rồi đó. Bây giờ chạy ra chạy vô 50 nít rồi đó. Kim Ngân Lê có đen có rồi em ơi, Kim Ngân Lê có rồi nha. Nguyễn Hằng đi có luôn rồi. Giảm cân bé 9 tháng cũng được ha. Rồi em đợi quần jean chút đơn em ngủ. Đợi chút xíu nha em ơi, để em biết chị đang từ từ chị đang lấy quần jean chị đâu chị like luôn nè. Rồi áo giùm em luôn mấy bà. Ai lấy chút áo giùm em liền luôn ha. Áo em còn mấy cái em hết. Rồi lên cho bà chứ một cái mã tri ân nè mọi người, tập trung nè em lên mã tri ân bộ đồ là bộ đùi nè. Bộ đùi 39.000 chuẩn bị mấy chị nha. Bộ đùi 39.000 sẵn sàng mấy bà ơi, chia sẻ giùm em liền. Hả? Diễm My lên thông tin giùm em luôn. Rồi thiếu cái M đợi xíu nha. Đây, bà nào mà mặc quần được quần dài size S nè. Em lên em bán cho bà chứ cái mẫu quần này là tại em còn size S không à. Em bán, em sale luôn cho mấy chị luôn. Áo 60kg mang vừa bình thường chứ ơi. Đây. Nha, quần 89.000 mọi người, em sale luôn size S 79.000. Bà nào vang vừa size S là rất là có lợi luôn ha. Em quần này là chất nè, Kajin co giãn giùm em luôn mấy chị nha. Size S mọi người ơi, size S giùm em, xếp phép có không bà? Có chị ơi. Quần em đang mặc là 65.000, rồi quần này sale 79.000 chị em mình, tại còn size S không mà mấy chị. Còn size S thôi, sale rẻ chị em mình 79.000 cho hết luôn nha. Đâu còn được có 3-4 cái à, bà nào mang vừa size S là lợi lắm luôn nè mấy chị ơi. Nha, vô hốt em này liền luôn, quần lưng cao cho em. Chất Kajin nè, còn mấy cái à. Còn mấy cái mấy chị, chốt lẹ luôn nha, 79.000 nha quý vị. Đây, ai size S vô liền. Cụ lùng Kim Ngân có luôn. Áo cầu vòng phom rộng còn cái chị ơi. Trời ơi mấy chị ơi, thông cảm giùm em thôi. Em chắc không có kịp mấy chị, thiệt. Thương giùm em, có gì thì á hả. Thông cảm giùm em nghe. Từ từ em trả lời cho. S nè, ok luôn. Quần 79 cho Trần Thị Bích Thu có luôn nè. Size S giùm em nha mấy bà ơi. Trần Duy Ngọc Trang nè, quần size S luôn. Trần Duy Ngọc Trang, quần đang mặc 60kg, không có vừa chị ơi. Size S cho chị Phụng Lê nè. Size S cho chị Phụng Lê nè. S cho Phụng Lê có luôn. S Phụng Lê có luôn nè. S còn không? Ừ. Rồi, còn M nè, còn M nè. Áo cầu vòng tay dài đâu cho chị hả? Hồi sáng mới bị bơm. Mới bị bơm cái cầu vòng. Sáng mới bị bơm luôn cho chị tiệm luôn. Quần S 79 hết S. Rồi còn lòi ra được 3 cái M nè. Lòi được 3 cái M mấy bà ơi, xe với bà 79.000 luôn được chưa? Xe với bà 79.000 xay M luôn. Một cái M nè, hai cái M, ai nhanh tay còn chậm tay hết tráng chịu nha. Rồi 3 cái M. 3 cái M giùm em mấy chị ơi, 79.000. 3 cái M 79.000, ai lấy M chút M luôn. 1 2 3 3 cái M luôn. Nha. Rồi M 79 luôn cho Linh. Áo đang mặc cho Ngọc Bích. M79 cho bé Hạnh. Rồi Thu Thủy M. Rồi ok luôn hết. Áo đang mang giùm em luôn.
luôn rồi. Ok, bắt đầu lên hàng sale mới trời có lộn. Bắt đầu lên một cái mã tri ân chị em mình nha mọi người. Em hàng mới căng cứng luôn mấy chị ơi. Không phải là hàng ế hay là hàng gì em mới sale cho mấy chị. Không phải mấy chị. Mà cái bộ này em nhập về để em bán giá rẻ cho mấy chị. Em nhập một mẫu về em tri ân chị em mình nha. Rất là sang luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm mọi người. Đây, bộ đùi mang ở nhà giùm em nè mấy chị. Cái quần nè, chốt hai bộ giùm em mới chốt được nha. Bộ đùi mặc nhà giùm em mấy chị ơi, 39 ngàn. 39 ngàn, em nói thiệt luôn. Mấy bà mua ba bộ ba mẫu là mặc đi, em nói thiệt. Dễ thương lắm mấy chị ơi ha. Form này cho em 56kg đồ lại mặc đẹp luôn. 56kg đồ lại là mang đẹp luôn ha. Form này bao ghiền, báo giá sỉ cho khách luôn. Bộ này sỉ của giá sỉ là 34 ngàn và lẻ là 39 ngàn một bộ ha mọi người ha. Bán cái này là bán tri ân chị em mình nè, nên là mấy bà ơi hốt lẻ luôn, nói thiệt cho bà mua nha. Quần em mời em hết rồi nha. Đùi lấy hai bộ giùm em, một bộ không có chốt với chị. Thích lựa màu thì cho lựa, nhưng mà không, một bộ không chốt nha, một bộ không chốt với chị nha. Ok chưa? Đùi bây giờ có đơn hay không có đơn gì phải mua hai bộ em mới chốt được mọi người ơi. Ok chưa? Đó, bán tặng chị em mình nè ha, ba màu, màu trắng, màu đen và màu nâu, được không? Có ba màu cho mấy chị lận đó. Ok chưa? Huệ luôn lấy bộ đùi hai bộ nè, chốt chị Huệ luôn hai bộ đùi luôn nè, có luôn. Dạ quần em hết luôn, trắng đen cho tam phong nè đó. Ok chưa? Đó, quá rẻ luôn mấy chị ơi, quá rẻ cho mấy chị em mình vui về mang luôn nha. Da ngân ba màu nè, da ngân thì có trắng không, da ngân thấy màu gì vậy? Da ngân thấy màu trắng hay không? Da ngân ba màu luôn, ok luôn. Đùi trắng nu cho chị thon thon nè, đùi trắng nu nè, đùi trắng nu hai bộ nè, hai bộ đùi cho chị nên Nguyễn Nêm gì nè, Nguyễn Thị Nêm gì nè. Ok chị thanh tam ba bộ luôn nè, thanh tâm hay thanh tam gì nè, ba bộ có luôn nè. Đùi ba màu cho da ngân có luôn nè, ba bộ ba màu cho da ngân nè. Nguyên thấy không, chị tiệm ba màu có luôn nè, tiệm ba màu luôn nè, thon thon có rồi luôn nè. Đùi trắng luôn cho chị Phụng Đặng nè, đùi cho chị Phụng Đặng nè. Kim Bình Nguyễn hai trắng còn có bộ rồi chị ơi, lựa màu khác giùm em luôn chị nha. Em chú ra phiếu cho chị Kim Bình Nguyễn đó, chị Kim Bình Nguyễn lấy hai màu hai khác em luôn. Như ý mini nè, Như ý mino nè, lấy đen với nâu lên thông tin luôn. Phụng Lê lấy hai bộ nè, Phụng Lê hai bộ nè, ok luôn. Áo cầu vòng hết rồi em ơi, chị tiệm ba bộ có rồi phải không? Nu trắng còn hai bộ cho chị Nguyễn Thị Duyên nè, nu trắng còn hai bộ cho Nguyễn Thị Hồng Duyên nè. Đen nu em còn hai bộ hả, hết luôn rồi, còn đen rồi nha. Đen nè, bắt đầu chốt một bộ cho Bình Lu nè, 39 ngàn nè. Bộ đen cho bé Diễm nè, bộ đen cho bé Diễm nè, đen cho bé Heo Nguyễn nè, đen cho bé Heo Nguyễn nè. Rồi nu còn hai bộ thôi à, nu bây giờ em còn đen còn hai bộ cuối cùng thôi mọi người nha. Đen còn hai bộ cuối cùng em hết hàng luôn. Kim Bình Nguyễn có một trắng nè, một đen nè, chứ lộn rồi, đúng rồi. Đỗ Huyền nè, Đỗ Huyền có đen nè. Rồi hết hàng. Nó có vô cái quần á. Rồi hết mấy chị ơi, hết mấy chị nha. Hết mấy bà ơi. Lên một cái mẫu tri ân chị em mình thôi. Đáng lẽ là về 5-70 bộ là mấy bà. Nhưng mà về đừng có vô nói trước cả mấy chế. Hãy đợi cho em ha. Rồi em lên tức giấm. Em lên tức giấm xong em sẽ lên quần riêng cho mọi người nha. Lên tức giấm xong lên quần riêng cho mấy chị. Rồi ok luôn. Bộ gắm cho em bao đẹp 109 ngàn. Rồi em nói bà chế nhận hàng dễ, bà chế đừng có mê bộ gắm này của nhà em, nó thề luôn á. Rất là sang mấy chị, rất là sang luôn. Màu hồng, màu trắng và màu đen giúp em. Trời ơi, em lên form nha. Dạ 60kg hả chị? Cái quần không có vừa, áo thì vừa chị ơi. Tại cái này bán lẻ mà, áo chị mua lẻ đi, chị về chị mặc chung mấy cái quần legging thun á, rồi chị về chị mang vô ha. Rồi hết mấy chị, hết nha mấy chị. Sơ mi kiểu chị đang còn không còn, chú lo luôn á, Phương Phương chú lên mã sơ mi nhỏ trơn cho em lên bộ gắn mấy chế ơi. Bộ gắn quá đẹp quá sang luôn chị em ơi, thề với bà luôn ha. Nhận hàng về là một từ đỉnh thôi. Nhưng mà đây màu trắng của em ở đây mấy chị, 109 ngàn một bộ cho em nha. Chất gắm luôn, xịn sò luôn. Rồi chưa chưa em ơi, chưa có lên bé ơi. Rồi chị có bộ màu đen hả? Bé Heo Nguyện vô con bộ à, anh Tâm ba bộ. Đây mấy chị, trời ơi sang xịn mịn nha mấy bà nha, sang xịn mịn giùm em luôn. Chu cha là mọi người, chu cha mẹ ơi luôn, rất là dễ thương. Màu xám, màu trắng và màu hồng giùm em 109 ngàn. Em này cho em là bao sang với bà nha. Áo em đang mặc
49.000 mà mấy chế không cần nhất thiết phải mua cái quần này đâu. Chị nào mình mập quá, mình mất quá thì mua mấy cái quần legging như vậy nè. Đây nè mấy chị mình mập quá, mình mất quá, mình mặc mình sợ mấy cái quần kaki này nó cứng thì mấy chị mua mấy quần legging như vậy nè. Mấy quần legging như vậy là có 59.000 thôi à. Mấy chị về mấy chị mang phối chung cái áo này cho em luôn, nó thoải mái cho mọi người hơn á. Nè mấy thiệt. Đó, còn mấy chị nào mà nhỏ nhỏ con ha, mà thích mặc cái chất kaki nào mình về phối đồ thì mấy chị lên cho em cái quần này. Quần này cho em thì giá nó rẻ mấy chị ơi nha. Cũng có 65.000 một quần thôi mọi người, nhưng mà cái chất của nó là chất kaki zin ha. Hàng nó đẹp hơn. Áo em đang mang gì nói được thì chốt cho em luôn, có 49.000 cái thôi. Bây giờ em sẽ lên bom bộ này cho mọi người xem nha, mới về luôn mấy chị. Hàng thiết kế. Quần nó đang còn ba đây có chưa? Ừ. Sao còn nhiều dữ vậy? Ok. Em còn áo còn mấy chị ơi, áo còn, quần em còn đủ, em còn 2 size S với L à. Quần nhà em thì còn 2 size S với L cho khách thôi nha. Rồi lên cho em bộ này. Cái gì? Áo đen, nãy quăng qua rồi đó. Áo đen nó để trong bịch đó mọi người ơi. Cái bịch, kiếm cái bịch đen nào nấy nửa mùa đi. Ở thiếu cái quần kìa. Cái mới dở lên có thiếu cái quần kìa. Còn một cái áo màu đen. Áo màu đen ấy bỏ vô trong bịch đó, thiếu cái quần đó. Xách bí em hết rồi mấy chị. Jimina lên thêm tin nhà em luôn. Trời ơi, rất là sang mấy chị ơi, em nói thiệt. Đây nè mấy chị á, em nói cực kỳ đẹp mọi người ơi. Em nói rất là đẹp mấy chị ơi, mấy chị tin em cái bộ này đi, em nói thiệt luôn á. Một con áo này mấy chị ra ngoài thị trường mấy chị mua cho em không dưới 200.000 rồi. Chứ đừng có nói gì mấy chị mua nguyên một cái set như thế này mà giá chỉ có giá 109.000. Mấy chị nhìn cái chất gấm của nhà em nè mọi người. May rất là đẹp luôn, rất là sang chị em mình ơi, thời với mấy bà luôn. Nó đẹp mê ly luôn mấy chị. Cái này tại vì em đã về một lô rồi nên là em rất là tự tin với cái chất và cái form của nó luôn mấy chị ơi ha. Form này cho em 55-56kg đồ lại mấy chị mang đẹp giúp em luôn nha mọi người nha. Màu hồng, màu trắng và màu xám cho em rất là sang mấy chị. Trời ơi, cái này mà lễ Tết mặc cho tôi là nó bao đẹp. Nó rất là sang chảnh luôn nha. Nhìn cái chất gắm của nhà em đi. Cái form nó lên rất là chuẩn cho chị em mình luôn. Được chưa? Ba màu mấy chị ơi, đẹp mê. Chỉ có 109.000 thôi à, chứ không phải là 190.000 đâu mấy chị nha. Rẻ bèo luôn mấy chị. Bán tặng cho mấy bà luôn á. Tầm này mà thiệt luôn à, nhìn giùm em cái chất gắm đi. Nhìn cái gắm của người ta đi, nhìn giùm em ha. Sang mê luôn, thích màu nào chốt màu đó mấy chị. 109.000 bán tặng cho mấy bà cái form này. Rất là sang luôn, mấy chị nhìn giùm em đi ha. Đẹp chưa? Sang chưa? Em nói với mấy chị luôn là nó chích cái đường eo cho mấy chị sẵn luôn rồi. Đẹp mê luôn mấy chị yêu ơi. Cái này mấy chị mặc size M với size M, size S, size M mấy chị mặc vừa. Chị nào mặc size L là sẽ không vừa cái set này nha. Ai mặc size L là sẽ không có vừa cái set này giùm em đâu. Ok chưa? Ba màu giùm em mấy chị. Đẹp lắm mọi người ơi, mọi người tin em cái set này đi em mới thiệt. Mua về mà rờ dầu vải vào và form không đẹp trả lại em. Nguyễn Hằng lấy gấm trắng nè. Ok em chốt luôn, xách bí em lên rồi mấy chị, xách bí em hết rồi. Gấm trắng ok. Ba màu, gấm ba màu cho Quyên Quyên. Quá đẹp luôn trời ơi, không tin cái set này nó sang như vậy luôn á mấy bà. Bà phải nhận cái hàng về mấy bà biết nó đỉnh cỡ nào, em thề luôn á trời. Quá rẻ, quá đẹp luôn á. Ok luôn. Màu trắng chị trang hình nè. Ai mà mang á hả, em nói thiệt luôn, muốn mang, muốn sang, muốn đẹp thì cứ lên màu trắng giùm em đi. Bao ghiền cho mấy bà luôn. Huỳnh Thị Cẩm Thi nè, áo hào xách hồng luôn, ok luôn. Cho em coi xám đi chị, đẹp lắm luôn. Hạnh Lê Ba, Thu Huyền Ba nè. Quá sang chảnh luôn má ơi, đẹp ghê luôn trời. Hạnh Lê Ba nè, Thu Huyền Ba nè. Rồi em còn hồng với lại em còn hồng với xám thôi. Nguyễn Dầu nè, màu đen. Chị Nguyễn Thị Nệm này có màu xám thôi nha chị nha. Màu xám giùm em thôi, hết màu trắng mấy gái ơi, hết màu trắng. Bây giờ còn hồng xám hai màu giúp em. Hồng xám hai màu, trắng hết mọi người.
lên hồng giúp em luôn á chị. Em nói rất là sang luôn, mấy bà không tin em, thề luôn á, 109 ngàn. Nó đẹp từng từng chi tiết. Em nói với chị coi nè, cái hạt nút người ta làm cho mấy chị nè, người ta bọc gắm luôn. Hạt nút là bọc gắm cho mấy chị luôn, chứ không phải là lên thường thường xương xương đâu mấy bà ơi nha. Nút người ta bọc gắm cho chị em mình luôn, rất là đẹp. Hết trắng rồi mấy chị, hết trắng rồi. Bây giờ em chỉ còn hồng, còn hồng với đa sản thôi. Phương Dung xếp hồng nè, đây xếp sản của nó nè. Trời ơi em nói nó đẹp dữ dằn luôn mấy chị ơi. Tin em cái xếp này đi, sang xỉu luôn mấy chị. Coi cái họa tiết nó sang dễ sợ chưa. Đây bọc gắm luôn mấy chị thấy không, nút toàn bộ là bọc gắm hết. Đẹp mê không, 109 ngàn mấy chị. Hồng cho chị Yến Yến, hồng cho chị Yến Yến. Nguyễn Hồng lên thông tin giùm em luôn, gắm hồng cho chị Nệm. Chị Nguyễn Thị Nêm gì nè, Nguyễn Thị Nệm gì nè. Ok luôn nè, 109 ngàn một set rồi. Còn màu xám, em còn màu xám là em hết mấy chị ơi. Rất là đẹp mấy chị, hứa với mấy chị luôn, mua về không sang không lấy tiền nha. Mỹ Hằng lên thông tin giùm em. Chị nào nước da ngâm thì mình mua cái màu này, nó nhu, nó nhã, nó dễ mang, dễ mặc nè nha. Gắm với chị Chánh Huy nè, gắm với Chánh Huy nè. Duyên Bùi, Duyên Bùi này cảnh báo rồi. Duyên Bùi này ba sản phẩm không nghe, hết trắng mấy chị ơi. Ngọc 89 vừa mấy chị ơi, Chánh Huy có gắm rồi. Bây giờ em còn đúng một bộ duy nhất luôn mấy bà ơi. Xám luôn cho Hạnh lên hết hàng luôn. Rồi qua mẫu luôn, sàn ghê chưa, có 109 ngàn. Không mua mua gì thề với bà luôn á, quá đỉnh. Rồi áo sơ mi phụ luôn, sơ mi phụ đỉnh của chớp luôn. Em này mà lên quần tắt ta là hết bài luôn. Cái chiếc mẹ nói lên quần jean, mẹ ra lên luôn quần jean cho giùm em đi anh ơi. Trời ơi u là trời. Em này mà lên chung với lại chân váy và lại quần tắt ta thì chị nói là hết bài thôi. Bắt đầu là hết bài thôi mọi người ơi nha. Bắt đầu em lên form với chị, xin lỗi em xíu em lên liền luôn. Nhận hàng rồi mà cảnh báo gì vậy, hù gì hả, để tắt thông báo. Cho thông tin lên like giùm em đi mấy chị ơi. Rồi khi nào mấy chị cho số điện thoại giùm em đi mấy chị. Còn địa chỉ thì bên em gọi điện chút đơn mấy chị cho sau cũng được. Nhưng mà bắt buộc phải cho địa chỉ trên like giúp em nha. Thôi lần cho số điện thoại trên like giúp em ha. Đây, quần tắc ta còn nè mấy mẹ. Trời đất ơi, tao nói đóng hết rồi. Quần tắc ta nhà em có 3 loại. Rồi quần tắc ta nhà em có 3 loại nha. Loại da với loại bóng này là 65 ngàn. Còn cái loại gắm này nè mấy chị là giá 75. Mấy chị muốn mua loại nào mấy chị mua ha. Cái này là da, cái này là bỏng, còn cái này là mấy chị chút em phải nhăn nè, đẹp lắm. Rồi sơ mi giùm em luôn mấy chị, 75 ngàn. 75 ngàn ha. Rồi em lên chung với lại quần tắc ta chị em mình ơi. Rất là sang luôn mấy chị ơi, rất là sang luôn mấy bà. Chuẩn bị em lên form nè. Áo bèo đi chị, đợi chút xíu luôn. Rồi lên sơ mi giúp em. Cái gắm này đẹp ghê luôn á trời. Về mê mấy bà, mê ghê luôn á, phải đẹp quá. May lâu lắm mấy chị. Tính ra cái gắm này là em bán này được 3 tuần mới về hàng lại được đó mọi người. May nó lâu quá, may nó lâu quá luôn. Rồi ok, sơ mi 75 ngàn. Trời ơi không tin được luôn mấy chị ơi. Form 40-60kg mấy chị. Cái này mấy chị nào 60-70kg đâu mặc được cho em, khuyết điểm hơi bị tốt luôn á nha. Đây em sơ mi hot. Mẹ này nó bị sao? Trời ơi cái này mấy bà chế mang bút vô cũng đắt, rất là đẹp luôn. Em thề luôn á, năm nay bút nó hot ghê luôn mấy bà ha. Em thấy đi đâu hả, hot girl ta thử đồ ta toàn mang bút không mà mọi người. Năm nay xu hướng trời, mấy chị nhìn cái tay dơi nè, cánh của nó là tiểu thư không, tiểu thư quá ha mấy chị ha. Có 75 ngàn mọi người ơi, sơ mi 75 ngàn giùm em đi mấy bạn, một màu duy nhất thôi mấy chế ơi nha. Rồi 40-60 cân thì mình mang vừa giùm em đi mấy chế, xinh chưa. Trời ơi nhìn cái sơ mi nè, trời ơi xinh chưa mọi người. 75 ngàn. Ôi ơi cái này bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết trơn mấy chị ơi. Mà nó đẹp mấy chị, nhìn cái tay áo của nó đi mấy chị. Nhìn nè, sang dễ sợ không. Bên trong anh đang phối một cái quần tắt tay chị em nha. Mấy chị có thể mang như vậy cũng được luôn nè mấy chị. Tay như thế này cho mọi người nè. Rất là nhiều cách mặc luôn. Tại vì quần tắt tay này lưng nó là lưng chun, rất là dễ mang luôn. Đó thấy chưa. Ai lấy quần, ai lấy áo sơ mi, chút sơ mi cho em liền. Trời ơi, cưng chưa, 75 ngàn thôi nha. Form
hơn 60 cân là mình mang rùa giúp em. Ok không? Đẹp ha, 75 ngàn mấy chị ơi. Trời, không tin luôn, hàng cựu mà lớn có 75 ngàn mấy chị. Rẻ chưa? Ok, chị Trương thuận một áo nè. Chị Trương thuận một áo có luôn, chị Nguyễn Luân một áo nè. Áo sơ mi, áo bèo, hỏi áo bèo là gì ta? Áo bèo là gì à? Để em xíu qua. Giang Ngân một sơ mi nè. Nguyễn Vani nè, Vani nè. Sơ mi quyên quyên nè. Sơ mi quyên quyên quần có túi với bà ơi, 65 ngàn cái quần giùm em thôi. Lê Anh sơ mi nè. Lê Anh sơ mi nè. Rồi nãy giờ comment sơ mi gì vậy tôi xem. Không được ta, đây nè chứ ơi. Sơ mi chị Phương Phương nè, sơ mi chị Phương Phương luôn. Trời ơi, quần có túi chứ mấy chị. Quần này nhà em có túi mà. Nè, túi nè, quần 65 ngàn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Áo bèo sau đi chị, em đợi nãy. Ủa áo bèo. Áo bèo nào nữa ta, còn áo bèo nào nữa giờ. Để tí xíu em coi cái mẫu nào vậy bà. Sơ mi 75 cho Huỳnh Thị Cẩm Thi. Sơ mi 75. Sơ mi hot màu hồng còn không chị, còn em chú lên luôn á. Huỳnh Thị Cẩm Thi này ngân lựa. Lên xứng thoại giùm em mình lựa tiếp. Còn không thì thôi em không chốt nữa. Không chốt nữa xả đơn ra luôn, không có xứng thoại. Ủa vậy hả, kỳ vậy. Quần này là full size 40-60kg mặc dù à. Nha. Quyên Quyên có 2 sơ mi rồi em ơi. Huỳnh Thị Cẩm Thi này lên thông tin giùm em đi chế. Quần tắp ta là 65 ngàn nha Phục Lâm. Quần tắp ta là 65 cho em. Quần tắp ta 65 ngàn là một màu duy nhất với chị. Quần 58kg nè à, cho chị Kim Loan Võ. Quần này mới chế nhiêu ký mặt cũng vừa đó à. Ok luôn. Áo bèo sau đi chị, quần áo bèo sau là áo gì thôi với bà, đợi em tí xíu bình tĩnh nha, để em coi cái mẫu đó mẫu gì với bà. Quần tắt hả? À thấy hả? 89 ngàn, bà lấy cái màu nào, bà lấy màu nào chốt mem đi nè. Hôm nay pyjama về rồi, đợi xíu lên pyjama cho bà luôn nè, chốt giùm em luôn ha. 40-60 cân mang vừa giùm em luôn. Áo bèo nè, áo bèo 89 ngàn. Áo bèo 89 ngàn giùm em luôn ha. Sơ mi em đang mang là 40-60 cân mang vừa với bà ơi, trời ơi nhìn đỉnh lắm mọi người ơi, thề luôn á trời. Mang lên sang quá trời quá đất luôn. Nay có về chút. Nay có chút hệ luôn, có rồi chị, có rồi. Hôm nay mạng yếu hay sao lên mấy chị cứ hỏi em là có không không mà. Pyjama quần ngắn đi chị, đợi chút xíu chị lên liền luôn. Rồi lên sơ mi, nó lộn lên quần jean nha. Còn áo kiểu không chị còn. Trời ơi. Nó hỏi gì tôi, nó hỏi sơ mi, nó hỏi áo kiểu tôi. Lên áo kiểu này nè. Alo, quần jean cho em luôn không trời. Bút ngọt đồ đầy đủ luôn. Quần hết. Quần gì vậy? Quần đang mặc đúng không? Trương Thuận quần đang mang nè. Ok, quần lên jean chị ơi, rồi lên jean hỏi là ơi.
chưa? Ok. Bạn coi bị giật hả? Còn đang bận cho Huỳnh Thị Cẩm Thy luôn, ok. Zin nóng rộng không có hàng chứ, ơi, Zin nóng rộng không có hàng chứ. Rồi áo mới cầm đợi chút xíu. Hơn hơn áo cúp ngực nè. Hơn áo cúp ngực ok tình yêu luôn. Rồi đây mấy chế. Quần loan nè mấy bà. Quần loan này có rách nha, quần loan này có rách mấy bà. Nha, một màu rồi chị ơi. Đây, quần loan có rách, quần loan này có rách nha. Ôi lượng quần loan hồi nãy là không rách, quần loan này có rách nha mấy bà. Quần loan rách mới về giùm em luôn. Loan rách mới về. Rồi áo giùm em mấy chị nha, một màu duy nhất giùm em mấy chế ơi, một màu duy nhất. Đằng sau lưng là bao chun chị em mình luôn ha. Áo này cho em nhiêu tiền vậy ta? Siêu rẻ luôn, 69.000. Trời ơi, thời tới rồi mấy bà ơi, quá đẹp luôn. Lên chung cho em con quần jean hốt hốt liền giùm em liền. Sơ mi đang mặc 75.000 nè, chốt lẻ luôn, thề với bà luôn là bao đẹp, hứa luôn. Áo có 69.000 thôi, chốt lẻ cho em liền. Áo cúp ngực, áo cúp ngực 69.000, chốt lẹ. Quần jean lên mấy chế, loan rách 3 size SML giùm em luôn. Thiếu cái quần hả? Thiếu một cái nữa mới đủ hả? Ok. Áo Chương Thuận Thu Huyền 5. Đó, áo trắng này nè, áo trắng này nè. Dài bà. Trời ơi, nhức nách luôn. Cái vú mày quá đẹp luôn. Cái vú mày y hình luôn. Xỉu xỉu liền luôn. Kèm thêm nữa cái tay phòng luôn. Quá trời y hình luôn rồi. Quá đẹp luôn. Ok chốt Hân Hân có chưa anh? Hân Hân một áo luôn. Áo mới cầm một màu duy nhất giùm em luôn. Hân Hân có rồi luôn. Mạng bị gì không nghe hả? Quần đang bận là quần gì vậy trời? Ok chốt rồi luôn. Đợi em xíu. Một màu giùm em. Chương Thuận một áo có luôn. Form bao đẹp cho mấy chế luôn mấy chế ơi. Hàng cúp ngực giùm em nha mọi người nha. Rồi ok 5 áo luôn cho Thu Huyền. 5 áo cho Thu Huyền. Chị tiệm 3 cúp. Chị tiệm 3 cấp luôn, vani 1 cấp. Đằng sau lưng bo chun mấy bà. Đằng sau lưng bo chun nha. Rồi vani 1 cấp luôn. Áo chị tiệm có luôn. Trọng Hiếu áo. Quần loan em mời cho Thùy Nguyễn có luôn. Áo chị Chương Thuận có luôn. 53kg vừa thoải mái chị ơi. Can Miu 3 áo luôn. Zin Loan đắp size M cho chị Kim Ngân Nguyễn có luôn. 2 cái M được không? 2 cái M có luôn. Rồi Ly Phạm này cảnh báo rồi. Chị này mua một sản phẩm, mua một sản phẩm không nghe máy rồi. Bốn áo cho Hồng Chi Phu luôn. Bốn áo Hồng Chi Phu có luôn. Loan rách em mời cho Thanh Thủy có. Dâm nhăn em lên rồi, áo không có đen nha chị. Áo không có đen luôn, Van ơi. Nghĩa còn hai hết áo. Rồi Nghĩa còn hai hết áo luôn. Loan em mời cho Sơn Tuyền là hai cái M đúng không? Rồi quần em, áo em hết chị ơi, áo hết nha mọi người nha. Rồi áo 59.000 còn, em ơi áo 59.000 hồi nãy chị còn nha. Bé Nhi quần đợi chút xíu, quần 139.000 chốt đơn. Em bao quần luôn, em nói thiệt luôn, không có ai bán quần mà rẻ như em hết trơn. Mấy chị đi coi like dạo dạo đi, người ta bán một cái quần bao nhiêu tiền, một cái quần xin người ta bán bao nhiêu tiền, em cho mấy chị coi á. Chỗ nào rẻ hơn em quay lại em mua mấy chị. Chỗ nào mà mắc hơn em chứ lộn thì quay lại em mua. Em nói thiệt luôn á, em bán quần là bao rẻ cho mấy chế luôn rồi. Quần nhà em là em bao cho mấy chị mặc luôn á, em mới thiệt. Áo em hết mấy chị ơi, áo em hết nha, mấy quần rồi. Có. Quần loan giùm em luôn. Hồi nãy em lỡ em lấy cái mờ mà nó rộng vậy nè mấy bà. Hồi nãy em lỡ em lấy lộn cái mờ mà nó rộng như vậy nè. Đó mấy chị thấy không, chất nè mọi người thấy không. Nó rất là co giãn luôn. Đó, đẹp.
đẹp chưa? Em lỡ lên em lấy lộn cái quần em mờ mà nó rộng, nó co dẻ như vậy đó mọi người, nghe này, cái chân ổng nè mấy chị thấy không? Rất là đã luôn, nên mấy chị làm bắp đùi to, bắp đùi nhỏ mà đừng lo mấy chị nha. Bắp đùi to, bắp đùi nhỏ mà đừng lo mấy chị. Mấy cái form này thì mấy chế cái auto đẹp gì mà em đi ha. Đã vậy rồi em lên cái form gót rách nè. Vừa light quá mà vừa rách luôn, 139.000 một quần. 139.000 một quần giùm em. Rồi. Và này có áo rồi em, áo hết mấy chị nha, áo hết. Dâm nhăn đợi em tẩy luôn 4 cái mờ rồi không. Minh Thi Thi Nguyễn một S một mờ luôn, 5 cái mờ luôn. Rồi ok luôn. Ai lấy quần chút quần giùm em mấy bạn ơi, ai lấy quần chút quần giùm em mấy chị. SML giùm em thôi, SML em luôn mấy chị. Ai lấy quần chút quần giúp em ha. Quần là bao đẹp cho mấy chị luôn đó, mấy chị cứ yên tâm nha. Quần 3 size SML giùm em mấy bạn chị. Mấy cả đàn. Đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Ok luôn. SM cho Minh Thi Nguyễn có luôn. Rồi 56kg cho mặc L giúp em là vừa nha, chế đẹp nha. Áo em đang mặc là 59.000 mấy chị. Áo em đang mang là 59.000, em có ống nu nè. Ống nu, áo trắng nè, hồi sớm áo trắng mấy bà hỏi quá trời luôn, báo hết nè, khùng ghê luôn vậy. Áo này em mặc còn nè mấy bà. Trời ơi, nãy hồi nãy khách hỏi quá trời luôn, báo hết mấy chị ơi. Nó lòi, nó còn rớt một cục nằm đây nè, tức quá trời luôn á. Rồi Kiều Ngân nè, Kiều Ngân lấy quần size S nè. Áo nào em ơi. Áo 69.000 em hết nha mọi người nha. Minh Thi Nguyễn có rồi luôn, giả quần 139.000, bao giá tại Facebook cho mọi người luôn. Quần size S luôn cho chị Thu Hà. 56kg, 1m6 chị mặc L giúp em là vừa chị ơi. Quần Rin Rách M em có chưa, Kim Nhân Nguyễn có rồi em ơi. Áo quần Loan M, chị Đỗ Hiền ơi. Áo em hết rồi nha chị. Áo em mặc chị chốt em là áo 59.000 màu giùm em nha chị. Áo này hết rồi, áo trắng này hết rồi, sợ chị có comment lộn sao. Rồi ok luôn. Quần L cho chị Linh Ngọc. Quần L chị Linh Ngọc. Thanh Tâm quần S. Thu Hà quần có luôn. Bích Huyền quần đang mang. Chị tiệm 1 ly. Bây giờ 1S2L em chị tiệm hết size chị tiệm. Hết size rồi 1S2L giúp em nha. Dạ quần em đang mang. Quần đang mang 139 luôn. Thu Đặng quần L. Linh Linh HM em ơi, Linh Linh HM nha. Bây giờ em còn S với M thôi mà, S với L giúp em luôn. Áo 59 màu đang mặc chị. Chị Nguyễn Thị Nảm này ngưng lụa giùm em luôn nè. Chị này lụa thêm cặp nha. Rồi Thu Thủy quần luôn. Thu Thủy áo nâu có luôn. Nhiễm con này cam trắng. Nhiễm con cam trắng hai màu. Rồi quần áo đang bận hết xanh hả chị? Ừ hết xanh rồi em ơi. Bích Huyền có rồi em ơi. Bích Huyền lấy cái gì vậy ta? Quần đó hả? Quần M hết Bích Huyền ơi, hết quần M rồi em. Xanh chị mặc hết rồi, cục cân xanh chị mang hết rồi em. Nè con áo này là cũng dáng dài chứ đâu phải là dáng ngắn đâu mọi người, đâu phải dáng ngắn mụn đâu mấy bà chế nha. Quần em còn S với M với chị, S với L giúp em. Đừng bao giờ hỏi em quần có co giãn hay không, mấy chị quần nhà em là siêu co giãn. Quần nhà em là siêu co giãn nha mọi người nha. Rồi ok, để áo trắng số 9 cho người khác được không Trang? Trọng Hiếu không lấy, anh ơi bỏ áo trắng đó giùm em. Ai? Còn Hồ Thị Nghĩa luôn phải không? Rồi áo bông trắng còn không chị? Còn em chú lên luôn bé. Rồi ok. Nờ, chị ơi em ngưng chị Nệm thì chị Nguyễn Thị Nệm này là ngưng lụa em cặp giùm em nha. Candy Phương hết áo rồi, cho chị Candy Phương áo trắng đi bảo ơi. Candy Phương áo cúp á, cho chị Candy Phương đi khách quen. 52kg mét 6 mặc size M mà hết mờ rồi tình yêu ơi, hết mờ nha. Bé Heo Nguyễn lấy áo nu nè. Bé Heo Nguyễn lấy áo nu luôn nè, ok. 56kg cho mặc L là vừa nha chị ơi. Mét 6 57kg mặc L giùm em đi chị. Rồi ok, em chờ quần này bữa chứ hả xui quá vậy. Còn quần L cho bé Thi rồi em. Rồi ok luôn. Nguyễn Ngọc Gia Hân lấy cái gì bé ơi? Có áo khoác không chị? Có tình yêu. 56kg mặc L Mimi ơi. 56kg mặc L giùm chị nha. Rồi ok luôn, áo đang mặc còn mấy màu là hết mấy chị. Hồi nãy màu trắng em còn nè, bà nào chưa có trắng chút lại trắng giùm em đi. Trắng này khách hỏi quá trời không có hàng mấy chị ơi, trắng đẹp mấy chứ. Trắng mặc sang lắm luôn. Ok, trắng cho Nguyễn Ngọc Gia Hân. 59 màu cam cho Võ Thùy. 59 màu cam cho Võ Thùy có luôn. 59 cam nè, có luôn. Rồi ok, ai lấy áo chút áo giùm em luôn nha mọi người. Áo còn có 3 màu mấy chị ơi. Đẹp lắm. Đứng hình luôn hả? Má thì cay thì trước nay bị gì á. Rồi ok. Mai gọi xã quần cái quần M cho em nha, cho Linh Linh dự bị. Cho Linh Linh vô dự bị luôn. Rồi ok, ai lấy áo chút áo, ai lấy quần chút quần. Em lấy L cho Mi Mi. Em lấy L cho Mi Mi rồi, còn S mấy chị, quần còn S luôn. S cũng co giãn lắm mọi người, S cũng co giãn lắm, không có phải là nhỏ đâu, mấy chị đừng lo nha. Cho em quần legging dưới đầu gối. Dưới đầu gối đây. Quần 55.000 á hả phải không?
quần 55.000 phải không bé Hạnh? Phải, nếu mà là cái đúng đúng cái đó thì ok em chị nha. Áo còn ba bốn màu giùm em á chị, áo bốn màu nè, ai cho có chốt lại giùm em luôn ha. Rồi sơ mi nhà em còn, nếu mà Alice sơ mi chút sơ mi luôn. Áo tâm mi em còn luôn nè. Cái áo tâm mi đen nó tiêu rồi ta. Rồi lên áo khoác cho mấy bà trẻ luôn, áo mình cũng phải áo khoác luôn á, đây phải áo khoác cái bà ha. Hay là mấy chị muốn em lên một cái quần jean nữa? Hay là muốn em lên một cái quần jean nữa? Ai lấy S nữa vậy? Hồng Hồng quần S cho em một cái rồi. Hồng Hồng quần S luôn nè, không biết comment của Hồng Hồng luôn á. Hồng Hồng nè, ok luôn. Rồi quần legging luôn rồi mấy chị ơi, nó bị lắc rồi mấy chị. Nó bị lắc rồi, không biết comment của mấy chị luôn á. Dạ quần jean em còn một mẫu nữa nha, đợi em tí xíu lên cho nha. Rồi đây, Thiên Phúc Lê em hết quần luôn. Rồi Trang có quần đang mặc không cho chị một ri hết chị ơi, hết quần chị. Hết quần chị ơi. Bây giờ em còn quần mẫu khác thôi chị ơi. Rồi ok, áo trắng 59.000 chị Nhi Nguyễn luôn. Xin nữa hả? Ok luôn, áo 1988 hả? Rồi đợi một xíu. Ủa? Trời đất ơi, quần đang mặc em còn S với L nè. Nó làm gì đó vậy? Quần đang mặc còn S với L nè mấy chị. Quần đang mặc còn L nè. Ai lấy L chút L giùm lại giùm em nha. Thiên Phúc Lê nè, quần L nè, rồi còn cái S nè quý vị ơi. Còn một cái S nha. Áo trắng 59.000 luôn. Rồi xin đợi em tí luôn. Áo 1988 đợi em xíu nha. Rồi má quần còn cái S nè, bà nào hốt cho em không có trời năng nỉ ra. Năng nỉ bà nào hốt cho tôi có trời wow. Quá trời quá đất em tiện lọt lại một cái chứ ơi, xỉu luôn có thiệt chứ. Còn cái S mấy bà chế. Áo nu 59.000 cho Dương Như đang mang luôn. Lên quần luôn đi chị hả? Rồi ok luôn. Chút xíu mấy bà trẻ, ai cũng phải đợi tôi hết á, đợi chút xíu đi, lỡ đợi rồi đợi thêm tí giùm em đi, hàng một làng luôn à, yên tâm đi. Rồi lên thêm một cái mã quần jean nữa nè, sách thiết kế lại em tí nha, cho lên cái mẫu nữa đi. Quần khách mờ rồi, bây giờ còn S không à, còn S thôi. Rồi tiếp một cái mẫu bao đẹp luôn. Rồi quần còn mờ không chị, quần còn mờ mua mẫu khác giùm em. Dạ lại rách nè. Lại rách có đăng hình cái bà luôn. Rách 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 mấy chị ơi ha. Rách giùm em luôn, ba size SML luôn mấy chế. Em này là bao hot với mấy bà luôn. Tại sao nói bao hot? Tại vì quần lâu lâu mới về được một em rách mà rách nhẹ như vậy thôi. Nha, lâu lâu mới có một em thôi mấy chị ơi, chứ không phải lúc nào cũng có. Áo đang mặc 59.000 mấy chế. Quần đang mang còn size S. Trời ơi, tức ghê, bán còn cái S cái nào, ai hốt giùm em ơi, trời. Trời đất ơi. Lên quần. Xui ghê vậy. Em không có lấy áo trắng chị đang mặc, em lấy áo trắng cúp. Nguyễn Ngọc Gia Hân hết rồi em. Nguyễn Ngọc Gia Hân bỏ cái áo trắng đang mặc ra. Thu Huyền một ri rách có luôn. Ri rách mới về nha. Rách SML luôn. Có đinh đùi không chị? Không em. Trời ơi, cái quần rách bao đẹp luôn má ơi. Cái quần này phải bán 100. Cái quần này phải bán 220 mới vừa cái bụng tôi. Xách váy cu xì chú lên hân hân. Thiệt, cái quần này bán 220 mới vừa bụng em á chị. Chứ bán gì rẻ quá. Thiệt luôn á. Bán gì rẻ quá. Bán gì quá rẻ. Thiệt luôn, quần này bán vậy là quá rẻ mấy chứ. Ừ, còn 3 cái đó. Không, còn có 2M, cái gì? 2L1S à. Còn 2L1S. Nghĩa đâu lấy quần đâu. Còn hai quần cuối là cho chị hai chị cuối á. Hai chị một chị Mimi với lại chị gì á. Mimi với cái gì á. Mimi lên thông tin giùm em luôn Mimi ơi. Mimi này mua hàng lên thông tin giúp em luôn. Rồi lên quần mới chế. Một ri nè. Thêm S nè. Ok luôn, rách S cho cụ lùng nè. Rách S cụ lùng nè. Xách gu xì để em tí nha. Rách S luôn cho Phạm Thị Thanh Tuyền nè. Thiệt luôn, quần này bán giá này là quá rẻ chứ ơi. Quá rẻ chị. Không mua tiếc luôn á. Thú luôn. Ri quần
tiệm luôn hả? Quần cái mờ hả? Quần rách hồi nãy còn, quần loan nãy còn cái mờ kìa, bà nào chưa có mờ chốt lại em luôn. Cho ai? Cho chị giao chữ bị phải không? Rồi ok luôn. Riêng quần chị tiệm nè. Chị tiệm nè. Hồi nãy bà nào lấy cái quần chữ bị và linh linh. Linh linh quần chữ bị. Rinh rách em mờ cho Diễm My. Ok. Diễm My lên thông tin giùm em luôn. Áo 53kg ngực 89 vừa em, dạ vừa chị ơi. Ok em, áo Tommy còn không Trang còn, Thái Thanh Thảo ơi, rất ép cho Thanh Tâm có luôn. Rồi quần kèm size giùm em chứ ơi. Quần kèm size giùm em mọi người nha, quần kèm size luôn. Rách 48kg hả, 48kg mặc mà mặc M hoặc là mặc S đi mà tôi lấy M cho bà nha. Hòa Mi Nhon nè. Quần mặc 27 mặc S hay M? Mặc S cũng được, mặc M cũng được chị ơi, mặc M đi chị. Kiều Ngân lấy S nè. Chị May lên thông tin giùm em luôn. Lấy S đi chị ơi, cho có lộn lấy M đi chị cho nó thoải mái nha. Không biết nữa. Rồi ok. Em M cho Bích Huyền. Em M Bích Huyền. Kiều Ngân rách S có chưa trời. Kiều Ngân có rồi quá, Kiều Ngân có rồi. Chị tiệm có rồi chị. Loan em M, Loan em M này có ai có chưa? Loan M hết đúng không? Loan M hết mấy chị ơi. Rách S cho Phạm Thị Thanh Tuyền như có rồi sao trời. Rồi ok luôn, quần đang mặc bao nhiêu? 139 ngàn giùm em chứ ơi. Một to mi trắng cho Thái Thanh Thảo. Quần bây giờ còn S với M không em ơi? Còn M với L chứ lộn. Còn M với L thôi nha. Vào Thu Huyền ơi. À S đang mặc nữa nè, S đang mặc nữa nè. Thu Huyền nè, còn Ri nè. Còn S đang mặc cho Thu Huyền luôn. Rồi ok luôn. Rồi bây giờ còn rách mấy chị ơi, rách cho Thanh Quân. Rách bây giờ còn M còn L giùm em. Rách bây giờ còn M L. Trời ơi, lâu lắm rồi mới có cái quần rách mà còn size M, size L nhiều vậy luôn á. Lắm rồi mấy chị ơi, quần quá đẹp luôn mấy chị. Rồi quần đang mặc hết S mấy chị ơi, còn M với L cho em thôi mấy chị. Ê Loan, Loan kia miếng hết rồi em ơi. Xé. Ờ, M. Xé phiếu với M, xé phiếu kia miếng giùm em đi, comment lộn rồi. Đang mặc size S với L cho chị Đoàn Nguyễn. Đoàn Nguyễn này còn L hết S nha. Đoàn Nguyễn còn L hết S. Bé Nhi hết S nha em ơi. Bé Nhi hết S luôn. Rồi bây giờ còn L với chị. Còn 2, 4 cái L hết hàng. 4 cái L giùm em luôn mấy bà ơi. 4 cái L với chị. À chưa có L chút L thì hết rồi em ơi. Nghĩa bây giờ lấy 2 cái L được không? Chứ hết luôn rồi em. Hết rồi mấy chị ơi. 60kg hết size với chị. 139 ngàn một cái quần giùm em mấy chị. Quần 139 ngàn. Chất bao đẹp luôn. Form bao xịn sò. Nha quần đẹp quá à. Quần đẹp quá luôn các mọi người ha. Rách em hết em M rồi, bây giờ còn L không mấy bà ơi. Lấy L cho em đi. L là khoảng chừng 53-58kg mọi người. Ai mà 53kg, 54kg mấy chị lấy L đi. Mặt nó không có thùng thình đâu mấy chị, nó thoải mái lắm. Tại vì cái dáng này dáng ôm. Nha, dáng ôm mấy chị. Bình thường mọi người ơi, nên mọi người khỏi lo. Giống như em mặc S vậy mấy chị. Mà em mặc lên em M nó không có phải gọi là kiểu như là thùng thình mấy chị. Không phải mấy chị, yên tâm nha. Rách hết em M rồi mọi người ơi. Còn L thôi. Em M còn cái hả? Thu Huyền có chưa? Bây giờ rồi còn nó là gì? Dư cái M hả? Sao dư được trời? Dư cái M vậy cho Van ơi, lộn cho tên Nghĩa luôn đi, Nghĩa ba cái đó. Nghĩa ba cái 1M 2S đi, lộn 2L 1M đi. Rồi còn quần L cho là hết luôn. Quần đang mặc S cho em dự bị đi, rồi ok luôn. Cái S thì em dự bị luôn. Rồi còn L thôi, còn L thôi mấy chị ơi. Còn hai cái lò hôm nay mạng yếu quá, em like, em like một khoảng, em like quá lâu luôn mọi người. Em like quá lâu luôn nè, chưa hết, chưa xong nữa. Đây nè, bà nào hỏi quần rách, quần loan nè. Quần loan bây giờ còn S thôi, quần loan còn đúng một cái S duy nhất thôi là hết luôn. Quần loan là nhà em còn một cái S nha, quần rách là nhà em còn một con L. Quần loan là còn S, quần rách là còn L là hết. Quần còn có 3 cái là hết hàng luôn. Áo Tommy nãy ai chưa có chốt cho em luôn. Chị tiệm có một ri quần rồi. Chị tiệm có một ri quần rồi, kia miếng hết quần luôn. Áo Tommy nãy ai chưa có chốt lại cho em nha mọi người. Áo Tommy luôn. Rồi ok luôn. Đang sẵn lên cái sơ mi này cho bà luôn nè. Còn được có 4 cái thôi mấy chị. Sơ mi 59 ngàn giùm em luôn. Chị có quần jean cho có rồi chị. Đây. Sơ mi 59 ngàn. Sơ mi Burberry giùm em ha. Đi về giùm em luôn. Còn 4 cái sơ mi Burberry. Đủ rồi. Trời ơi. Rồi Loan S cho Kim Anh. Loan S cho Kim Anh luôn. Loan S cho Kim Anh rồi, còn L đang mang là hết. Rách L cho chị Ngọc Bích. Rách L cho chị Ngọc Bích. Bé Nhi sơ mi Burberry 59 ngàn.
Sơ mi có 59 ngàn thôi mấy bà ơi, bao rẻ luôn ha. Sơ mi 59 ngàn thì mà em luôn, Alex sơ mi chúc sơ mi luôn mọi người. Sơ mi 59 ngàn chúc cho bé heo Nguyễn. Lấy cái áo chị bận thêm cái đen ha. Lấy gì? Lấy cái áo chị mặc thêm cái đen nha. Lại giờ lấy cái này một cái màu đen nữa là hai cái đúng không? Là một cái màu đen thôi đúng không bà, không lấy trắng đúng không? Rồi áo đang mặc còn hai màu cam trắng hết thầy chị ơi. Còn ca mà còn trắng giùm em luôn ha. Rồi ok, quần rách bây giờ hiện tại còn L là hết cái chế, quần rách còn hiện tại L giùm em luôn. Chị có rồi chị ơi, chị có rồi. Chị tìm có một cái quần rách rồi. Có rồi chị yêu ơi. Cho em lên một cái sách thiết kế để em lên áo tiếp cho mọi người. Rồi ok, lấy trắng đen luôn phải không? Rồi cái trắng là chị chằn quành luôn là hai nè. Rồi ok luôn. Ok ok chị hiểu rồi chị yêu. Rồi lên cho em mẫu này luôn, set bức bơ rồi, trời nó siêu rẻ. Trời mấy chị nhìn cái con sơ mi nè mấy chị, siêu to khổng lồ chưa, đẹp lắm mọi người ơi. Thêm một cái quần tắc ta nữa chị em ơi. Nguyên một set cho em luôn. Mấy chị mua cái set này mới thật sự với mấy chị luôn là siêu lời giùm em mấy chị ơi, siêu lời luôn. Bé nhìn cái sơ mi bức bơ rồi có rồi em. Em nói rất là lời nha mọi người nha. Lời ở chỗ nào? Bình thường một cái con sơ mi Burberry mà cái form to như thế này em bán vô giá là phải tầm là 79 ngàn đúng không? Cái quần tắc tay em bán 65 ngàn. Mấy chị vô mua nguyên set giùm em, nguyên set giùm em để cho mấy chị giá tri ân luôn. Nói giá ra một cái là xỉu liền giùm tôi luôn với bà ơi. Rẻ mà không thể nào chấp nhận được luôn mọi người. Rẻ mà không chấp nhận được luôn. 99 ngàn một set, bao gồm một cái áo Burberry và một cái quần tắc ta, tính ra cái áo sơ mi 50 ngàn, cái quần tắc ta 50 ngàn, áo sơ mi 50, quần tắc ta 50, xỉu chưa? Nguyên một set giùm em luôn á chị, mà cái form bao nhiêu ký mang vừa, 40-60 kg giùm em luôn. Nhìn cái form áo sơ mi nè mấy chị, đẹp chưa? Rất là sang nha, em có 10 bộ mà mọi người, không có nhiều, em chỉ có 10 bộ thôi, không có nhiều nha chị em nha. Set Burberry giùm em 99 ngàn, áo với quần luôn. Hứa với bà luôn là bao rẻ bao đẹp chị em mình ơi. Trời vô là trời coi nè mấy bà ơi, xỉu ốc xỉu đau giùm tôi luôn. Mê chưa? Bà lấy sách Burberry chốt cho em liền nha, lát hồi tôi lên form cho coi. Đúng rồi, chần quà là ba ảo đúng rồi đó. Lên xong mới sọc cái gian để chưa chị. Xong sọc chưa lên nha. Đợi xíu lên xong mới Burberry cho coi. Đẹp quá trời luôn, má ơi rẻ. Bà nào cũng tiếc án gì cũng hứa luôn. Nó quá đẹp luôn, đợi xíu lên xếp Burberry cho xem nha. Trời ơi, pyjama mấy bà. Trời ơi, tới hôm nay mới có hàng mấy chị. Bữa giờ hết vải. Bữa giờ vải không có hàng luôn mọi người. Ghê chưa? Trời ơi, gần Tết cái gì đâu mà đua nhau đi mua pyjama hay sao quá. Không có vải pyjama luôn, khủng khiếp thiệt. Rồi, 1998, 49 ngàn cái mấy chị ơi. Áo giùm em nha mọi người nha, màu đây. U là trời, đẹp chưa? Đen vàng, xanh đen, xanh dây chai, xám đỏ trắng. Mạng xem không được hả? Má gì xu cà na vậy mấy bà ơi. Bà Trần Quanh bây giờ ngày mai bên em gọi điện chút đơn bà hỏi giùm em đi chứ giờ không có biết bà ơi. Ha, không có biết ha chị em nha. Trời ơi má ơi, cái gì màu gì nó đẹp dữ vậy trời. Trời ơi. Trời ơi màu gì mà nó xấu dữ vậy? Xấu vậy rồi ai mà mua? Đứng móc chưa? Đứng vậy anh. Em à, để sẵn cái móc luôn nha, năm cả luôn nha. Rồi ai mà mua? Thề luôn nó đẹp á. Quần nó 17 rồi đó. Trời đất ơi. Ok em ơi. Tưởng cái gì chứ. Chị lên form cho em xem đây nha. Được thì hốt luôn cho chị 5 cái giờ bận luôn em. Áo này phải mua 5 cái 5 màu mới đủ, mới đạt cái nư.
Nhìn form áo đi rồi mê chữ E kéo dài. Hết quần rồi cưng ơi. Hết quần luôn, lên màu mấy chứ ơi. 49.000 mấy chị. Ô là trời, nói gì nữa. Bạn màu quá ư là đẹp mấy chị ơi ha. Bạn màu quá ư là đẹp cho chị em mình luôn. Rồi đây, màu đỏ cho em mấy chị. Phải là khỏi. Phải nói một từ là đỉnh thôi. Phải là nói một từ trời ơi, có màu xám nào má ơi coi nè. Chị cao mấy 65 em ơi, chị cao mấy 65 nha. Màu xám. Ô là trời, coi nè mấy bà. Coi nè mấy bà ơi. Trời giúp mẹ lộn rồi. Màu xám, màu vàng, màu xanh. Trời ơi em nói nó đẹp xuất sắc luôn chị em ơi. Nó đẹp xuất sắc nha. Màu vàng, màu trắng, màu xanh giùm em. Rồi màu gì nữa đây? Màu đen, màu xanh đen, màu đen, màu xanh đen, màu vàng và màu đỏ. Rồi đủ màu luôn. Quá đẹp mấy chị ơi. Cái vải bao dài cho chị em mình luôn nha. Quần hình như còn có 1-2 cái vậy mọi người. Quần đang mặc hình như size M thôi mấy chị ơi. Quần đang mang như em còn có 1-2 cái vậy mấy chứ. Quần đang mang em còn màu đen không à. Màu xanh hình như em còn có một cái size L à. Chị chọn cái size L luôn, có vừa luôn, có ghê thiệt chứ. Rồi ok luôn. Màu xanh đen này em nói cái áo này đẹp mê mấy chị á. Dễ thương mọi người, dễ mang, dễ bận lắm luôn á mấy chị á màu nè. Trời ơi, mấy thiệt luôn á, đăng cái mạng màu lên mà khách em mê luôn, rụng nụ. Cái này phải mua một cái hai ba cái mặt cho nó sướng bà ơi. Thì cái máy 65 nha. Ok chưa? Rồi ok, lấy nâu. Nâu trắng là nào, màu gì vậy? Không có màu nâu, có màu trắng, có màu trắng không có nâu nha tụi cơm. Nha. Bé trắng nè, không có nâu nha tụi cơm ơi. Rồi form thả giùm em luôn, rất là đẹp luôn mọi người. Rồi chân quanh áo đen cỏ luôn. Rồi chân quanh này cọc giùm em nha. Quần còn có một cái size L thôi mọi người ơi. Em còn màu đen là nhiều quá chị, 105. Màu đỏ kim anh. Màu đỏ cho kim anh cỏ luôn nè. Ok, pyjama chưa lên, đợi chút xíu. Chị đang đợi chút xíu chị treo lên, chị lên cho em luôn lần. Áo trắng luôn cho bé Nguyễn. Áo xanh cho Diễm Kiều. Xanh này đúng không? Áo xanh đi Diễm Kiều, còn này mấy bà chốt em xanh đen cho nó khỏi lộn nha. Trắng đen, nâu xanh, xanh đen. Có trắng rồi. Không có nâu nha. Đen này xanh đen nè. Đen nè. Xanh đen nè. Rồi ok luôn. Hai màu thêm nè. Phương Dung áo đỏ dồn đơn nè. Phương Dung áo đỏ dồn đơn nè. Rồi ok, Minh Thi áo 5 nè. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 nè. 4, 5 cho My Thi nè. 5 cái nè. Xanh đen cho chăm quách nè. Xanh đen cho chăm quách nè. Quần đùi không em, giảm cũng quần đùi chị ơi. Đỏ với vàng cho Sơn Tuyền nè. Vàng nè. Vàng đỏ cho Sơn Tuyền nè. Ok luôn. Cẩm ngon lấy đỏ đen xanh nè. Xanh nè. Xanh nè. Thì xám không? Đen nè, cái đỏ nè, cho cẩm ngon nè, xanh đen cho Phạm Thị Thanh Tuyền nè, áo đỏ chị Linh Ngọc, rồi còn cái cuối cùng chị Linh Ngọc hết đỏ nha mấy bà, đổi màu. Bà nào comment đỏ sau chị Linh Ngọc thì đổi màu giùm em nha. Rồi ok luôn, cặp sao chị, cặp giùm em chuyển khoản hoặc là cặp cạc điện thoại giúp em nha. Xám với đen cho chị Đoàn Nguyễn hai màu nè. Xám nè, đen nè. Ok luôn, quần đang mặc 109, 105 chứ lộn. Xanh đen cho chăm quách nè.